Hộ hoa cao thủ tại đô thị, Hạ Thiên. Tập 184. Chúng ta cũng không phải sát nhân biến thái gì cả. Ninh Nhụy Nhụy nhìn không được đính chính một câu, sau đó bổ sung, chúng ta chỉ hỏi ngươi một vài vấn đề, chỉ cần ngươi thành thật trả lời, hỏi xong chúng ta tự nhiên sẽ đi, không hành động như vậy đối với ngươi. Không, Tuyết Tiên Tử sờ cổ của mình, ta còn hy vọng các ngươi cho ta một đao, giúp ta giải thoát. Hạ Thiên lười thăm dò vấn đề này, hỏi thẳng, tại sao ngươi lại lấy danh nghĩa của vợ nữ hoàng ta mà lừa gạt ở đây? Vợ nữ hoàng của ngươi là ai? Gương mặt Tuyết Tiên Tử hiện lên sự nghi ngờ. Ninh Nhụy Nhụy vội giải thích dùm Hạ Thiên, chính là vị tiên tử Trảm Yêu Trừ Ma trên đỉnh núi tuyết 12 năm trước. Ồ, Tuyết Tiên Tử im lặng, vậy ngươi có thể giết ta, bởi vì ta xác thực đã giả mạo danh nghĩa của nàng ấy, ở đây gây ra một số việc ác khiến người ta oán trách. Thái độ người này thẳng thắn như thế, Ninh Nhụy Nhụy không biết nên nói cái gì. Nàng quay đầu nhìn Hạ Thiên, phát hiện hắn không có phản ứng gì đặc biệt. Vậy tại sao ngươi muốn làm như vậy? Ninh Nhụy Nhụy chờ một hồi, phát hiện Hạ Thiên không lên tiếng hỏi, đành phải ra mặt lần nữa. Bởi vì có người bức ta làm như thế, Tuyết Tiên Tử không hề có chút do dự, nói thẳng ta không làm theo thì phải tiếp tục sống sót. Người đó đồng ý với ta làm hết năm nay sẽ cho ta một sự giải thoát. Ninh Nhụy Nhụy nghe xong, cảm thấy có chỗ không được thích hợp. Nghĩ một hồi, nàng mới phát hiện được vấn đề, ý của ngươi là, nếu ngươi làm theo, bọn họ sẽ cho ngươi chết. Vì thế ngươi đã đồng ý. Đúng vậy, gương mặt Tuyết Tiên Tử không hề có bất kỳ cảm xúc nào, ta chính là muốn chết, nhưng bọn họ lại không cho ta chết. Ta đã thử tự sát nhưng cũng vô dụng. Bởi vì ta có cơ thể bất tử. Ninh Nhụy Nhụy hoài nghi hỏi, cơ thể bất tử? Không sai, Tuyết Tiên Tử gật đầu, thật ra, ta chẳng muốn cơ thể bất tử này, nhưng cuối cùng lại bị bức đến không thể không tiếp nhận. Ninh Nhụy Nhụy lại hỏi, ai bức ngươi? Gia gia của ta, Tuyết Tiên Tử mỉm cười, tiện tay chỉ Tiết Hạo Trì đang té xỉu ngoài cửa, cũng là gia gia của hắn ta. Ninh Nhụy Nhụy liếc nhìn Tiết Hạo Trì, lại hỏi, vậy ngươi và hắn ta là? Hắn ta là anh ruột của ta, cũng là người gia gia phái đến giám sát ta. Tuyết Tiên Tử nói thẳng ra toàn bộ sự việc, hòa thượng và võ tăng bên ngoài là bọn họ thuê để lừa gạt. Phù dược là gia gia ta định kỳ phái người đưa đến. Ta chỉ là công cụ để bọn họ lừa gạt mà thôi. Các ngươi còn cái gì muốn hỏi nữa không? Hạ Thiên khó chịu nói, dám lợi dụng nữ nhân của ta để làm mấy chuyện này, bất kể là ai đều phải trả giá đắt. Ta đã sớm chuẩn bị trả cái giá thật đắt rồi. Mắt Tuyết Tiên Tử sáng lên một chút, rốt cuộc cũng lộ ra cảm xúc khó có được, mau đi, giết ta đi. Ninh Nhụy Nhụy cảm thấy khó hiểu, người khác đều nghĩ trăm phương nghìn kế để sống lâu một chút, tại sao ngươi lại cứ muốn chết như thế? Sống đủ rồi thì chán sống chứ sao? Hai hàng lông mày Tuyết Tiên Tử cau lại, muốn làm ra biểu hiện cười khổ nhưng lại có chút phí sức, từ nhỏ, ta đã bị gia gia mang đi làm ấm sắc thuốc. Chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần, cuối cùng trời xui đất khiến biến thành cơ thể bất tử, lại bị ông ta lợi dụng thành nương nương, hiển thánh khắp nơi, hãm hại lừa gạt khắp nơi. Ta đã quá mệt mỏi, sống cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Gia gia ngươi là ai? Tại sao ông ta lại không có nhân tính đến như vậy, đến cả cháu gái của mình cũng đem ra làm thí nghiệm? Ninh Nhụy Nhụy nghe xong, trong lòng cực kỳ phẫn nộ. Nàng thật sự không thể nào tưởng tượng được trên thế giới này còn có người ác đến như thế. Từ nhỏ, nàng cũng sống cùng với gia gia của nàng, nhưng Ninh Vọng Hải nuông chiều nàng đủ kiểu, lúc nào cũng sợ nàng bị thương. Sau khi nàng trưởng thành, ông lại vô cùng bao dung, để mặc nàng tự do theo đuổi ước mơ. Điều này khiến cho nàng vô cùng cảm kích và kính yêu ông. Hiện tại, thiếu nữ trước mắt còn nhỏ tuổi hơn cả nàng nhưng lại bị gia gia nàng ấy ngược đãi từ nhỏ. Khiến cho nàng không cách nào tiếp thu được. Gia gia của ta tên Tiết Vạn Tinh, là đại trưởng lão phái Tuyết Sơn, các ngươi có từng nghe qua chưa? Tuyết Tiên Tử cười nói, tuy nhiên, ta khuyên các ngươi đừng nên tìm ông ấy gây sự, bởi vì ông ấy quá lợi hại, các ngươi không phải đối thủ của ông ấy đâu. Phái Tuyết Sơn, Ninh Nhụy Nhụy sửng sốt, gần đây, nàng mới biết được gia gia của nàng cũng là người của phái Tuyết Sơn, hơn nữa còn có chữ lót là Vạn. Hẳn người này là sư huynh đệ đồng môn của Gia Gia. Sau khi có suy nghĩ này, Ninh Nhụy Nhụy không khỏi có chút do dự.
không phải nàng sợ người kia là bạn cũ thân thiết của gia gia nàng, mà là ông không cho nàng nhúng tay vào chuyện của phái Tuyết Sơn. Lão Tiết gì tinh đó tuyệt đối chết chắc, Hạ Thiên cũng không nghĩ nhiều như vậy, đã phán án tử hình cho Tiết Vạn Tinh. Hắn nói với Tuyết Tiên Tử, ngươi cũng đừng nghĩ như thế. Giả mạo vợ nữ hoàng của ta, ta nhất định phải trừng phạt ngươi mới được. Đến đi, ngươi giết ta là được. Tuyết Tiên Tử kéo cổ áo xuống, lộ ra vị trí trái tim, không cắt cổ ta thì đâm vào tim ta cũng được. Hạ Thiên nhếch miệng, ngươi thấy ta giống kẻ ngu sao? Có cái gì gọi là giống hay không giống? Tuyết Tiên Tử mỉm cười, chỉ cần ngươi giúp ta giải thoát, ta thờ ngươi như Bồ Tát cũng được. Nếu ngươi muốn sống, ta nhất định sẽ xử lý ngươi. Hạ Thiên lười biếng nói, nhưng ngươi đã là người chết sống lại, để cho ngươi chết cũng không có ý nghĩa, chi bằng cứ sống như vậy đi. Ánh mắt Tuyết Tiên Tử vừa sáng lên đã bị dập tắt, kéo lại cổ áo, thì ra ngươi và gia gia của ta là cùng một loại người. Như vậy chẳng có gì đáng nói nữa, các ngươi cút đi. Nói xong, sắc mặt của nàng thay đổi, quay người trở lại trong bóng tối, giống như hòa mình vào trong đó. Đáng tiếc đã muộn, một lát sau, cả người nàng không hề có chút dấu hiệu nào mà co rúm lại. Giống như có vô số sợi dây móc vào cơ thể của nàng, đột nhiên kéo về bốn phương tám hướng. Nàng há hốc miệng, không hề phát ra được chút âm thanh nào. Tiếp theo, một vệt màu đỏ nhạt từ trên đỉnh đầu của nàng nhanh chóng khuếch tán ra, kết thành hơi nước, lượn lờ bay lên, cuối cùng bay về phía một hạt châu nhỏ trên nóc nhà. Toàn thân Tuyết Tiên Tử mềm nhũn, ngã xuống mặt đất, khí tức yếu ớt. Hạ Thiên, không thì giúp nàng ấy một chút. Ninh Nhụy Nhụy nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi nảy sinh lòng thương hại. Hạ Thiên hỏi, có chút thú vị, người bị bệnh này bao lâu rồi? Người mới có bệnh đấy, ta chỉ có cơ thể bất tử mà thôi. Trong bóng tối, Tuyết Tiên Tử bỗng nhiên đứng lên, giống như trở lại bình thường, chỉ cần ta không chết thì ta vẫn cứ như vậy, chỉ cần ta cứ như vậy thì ta sẽ không chết. Cho nên, còn sống có ý nghĩa gì chứ? Đây chính là một loại bệnh, gọi là bất tử chứng. Hạ Thiên quả thật có chút hứng khởi, đại sư phụ đã từng nói qua với ta, khi ông ấy còn trẻ, ông ấy đã đọc được chứng bệnh này trong một bản cổ thư. Ông ấy vẫn luôn muốn tìm người mắc căn bệnh này, đáng tiếc vẫn không gặp được, nghĩ không ra lại bị ta nhìn thấy. Tuyết Tiên Tử nghiến răng nói, ta lặp lại lần nữa, ta không có bệnh. Vì sao ngươi có bài xích mình có bệnh như thế? Ninh Nhụy Nhụy một lần nữa nghi hoặc không thôi, nếu là bệnh, cứ trực tiếp chữa khỏi là được. Nếu là cơ thể bất tử, chết cũng chết không được, còn thường xuyên phải bị tra tấn, chẳng phải lại càng thêm khó giải sao? Không phải, ta không có bệnh. Tuyết Tiên Tử đương nhiên cũng biết ý nghĩa trong đó, chỉ là vẫn cứ lắc đầu phủ nhận mình có bệnh thì phải uống thuốc, ta không muốn uống thuốc, càng không thể uống thuốc, cũng tuyệt đối không uống thuốc. Hạ Thiên khôi phục lại thói quen hứng hờ, căn bệnh này thật ra cũng không khó trị, chỉ là có hai vị thuốc dẫn đã sớm tuyệt tích. Cho nên trong sách thuốc cổ, nó được gọi là một trong ba chứng bệnh nan y thần tiên cũng không chữa được. Ngươi biết chứng bệnh đó, vậy ngươi nhất định có thể chữa được. Ninh Nhụy Nhụy lập tức hỏi. Ta đương nhiên có thể trị, ta là đệ nhất thần y trong thiên hạ, thế giới này không có bệnh nào mà ta không trị được. Hạ Thiên gật đầu nhưng rồi lại lắc đầu, nhưng ta sẽ không trị cho nàng ta đâu. Ninh Nhụy Nhụy không hiểu, không phải chứ. Chẳng lẽ ngươi bởi vì chuyện nàng ấy giả mạo cơ thanh ảnh mà ghi hận trong lòng? Ta không có nhỏ mọn như vậy. Hạ Thiên nhếch miệng, bởi vì chỉ căn bệnh này là một trong những mộng tưởng của đại sư phụ, ta không thể đoạt chỗ tốt của ông ấy được. Ninh Nhụy Nhụy ngạc nhiên không thôi, tại sao còn có loại mộng tưởng như thế? Mộng tưởng của bác sĩ không phải là hy vọng thế giới này không có bất kỳ ốm đau bệnh tật nào sao? Đó là bác sĩ bình thường. Còn đại sư phụ ta là quỷ y Trương Minh Đà. Suy nghĩ của ông ấy làm sao giống người bình thường được. Hạ Thiên lắc đầu, nghiêm túc nói, giấc mộng của ông ấy chính là gặp được tất cả nghi nan tạp chứng của thế giới này, sau đó dùng phương pháp của ông ấy giải quyết hết. Ninh Nhụy Nhụy nói, vậy ngươi còn không gọi điện thoại thông báo cho ông ấy, để ông ấy đến đây. Cũng đúng, Hạ Thiên gật đầu, sau đó lấy điện thoại ra. Đang định bấm điện thoại. Bỗng nhiên một cây chủy thủ đâm vào hậu tâm của hắn. Ngươi muốn gọi điện thoại cho ai? Tiết Hạo chỉ chẳng biết tỉnh dậy từ lúc nào, lạnh giọng quát hỏi, uổng cho ta còn xem các ngươi là bạn,
không nghĩ đến các ngươi quả nhiên đến quấy rối. Hạ Thiên khinh thường nói, ta ghét nhất người khác cầm vũ khí chỉ vào ta. Lần này ngươi chết chắc rồi. Hừ, ta thấy các ngươi mới là chết chắc. Tiết Hạo chỉ cười lạnh, vết sưng trên gương mặt chậm rãi biến mất, ta đã gửi tin cho Gia Gia. Ông ấy sẽ dẫn người đuổi tới, hai người các ngươi đừng hòng trốn thoát. Ninh Nhụy Nhụy bỗng nhiên nhấc chân đá bay con dao trong tay Tiết Hạo Trì. Ngươi, Tiết Hạo Trì rụt tay lại, căm tức nhìn Ninh Nhụy Nhụy, Ninh tiểu thư, ngươi cũng muốn phản bội ta sao? Ninh Nhụy Nhụy nói, đầu óc của ngươi có bệnh à? Ta và ngươi không quen không biết, cũng chưa hề đứng về phía ngươi, lấy đâu ra cái chuyện phản bội. Tốt tốt tốt, Tiết Hạo Trì lập tức lòng đau như cắt, nghiêm túc quát lớn Tuyết tiên tử, em gái, ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau giết hai người bọn họ đi. Chẳng lẽ ngươi cũng muốn phản bội ta sao? Gương mặt Tuyết tiên tử hiện lên sự do dự, hiển nhiên đang kháng cự cái gì đó. Bành! Ninh Nhụy Nhụy thấy vậy, bay lên một cước đạp bay Tiết Hạo Trì ra ngoài. Giết bọn họ cho ta! Tiết Hạo Trì rút lui mấy chục mét, đụng ngã vách tường viện mới ngừng lại. Hắn ta bị chọc giận điên lên, mau giết bọn họ đi, nếu không, đừng trách ta báo lại với Gia Gia. Ngươi hẳn phải biết hậu quả chứ. Tuyết tiên tử rốt cuộc đã mất đi lý trí, cả người giống như một bóng màu trắng nhào về phía Hạ Thiên và Ninh Nhụy Nhụy. Phốc, bóng trắng qua đi, một cột máu phóng lên tận trời. Hạ Thiên đương nhiên không có chuyện gì. Ninh Nhụy Nhụy vẫn đứng bên cạnh Hạ Thiên, hiển nhiên cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Tiết Hạo Trì cũng bình yên vô sự, chỉ là ánh mắt tràn đầy mê mang và phẫn nộ. Người thổ huyết đang nằm trên mặt đất, nắm đấm của Tuyết tiên tử vừa rời khỏi ngực của hắn ta. Đây không phải đại ca miệng đầy râu mép vừa rồi sao? Ninh Nhụy Nhụy liếc qua, có chút kỳ quái hỏi, thì ra hắn ta không đi. Gương mặt nam nhân râu quai nón cũng tràn đầy kinh nghi. Vừa rồi, hắn ta mượn cớ nhà có việc để rời khỏi, thật ra hắn ta không có đi mà lựa chọn núp tại một nơi bí mật. Hắn ta dự cảm được nhất định sẽ có chuyện phát sinh. Cho nên hắn ta muốn ở lại xem náo nhiệt, thuận tiện xem có kiếm được tiện nghi hay không. Ai có thể nghĩ đến, vừa nhìn một cái, hắn ta đã phải chịu một quyền khó hiểu, bị đánh đến nôn ra máu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lương Văn Tiến, ngươi không đi, còn trốn ở chỗ này. Tiết Hạo Trì giận dữ, chỉ vào nam nhân râu quai nón, lén lén lút lút, ngươi muốn làm gì? Nam nhân râu quai nón há to miệng, đáng tiếc lời còn chưa kịp nói ra, cả người đã ngất đi. Em gái, ngươi không nghe lời đúng không? Ta bảo ngươi giết đôi cẩu nam nữ này, ngươi cũng dám không nghe lời ta. Lúc này, Tiết Hạo Trì đưa mắt nhìn Tuyết tiên tử, độc ác nói, đã như vậy, ta không cần ngươi nữa. Tuyết tiên tử khẽ giật mình, ánh mắt run lên nhẹ nhẹ không? Bây giờ mới sợ thì đã muộn rồi. Tiết Hạo Trì rút một cây sáo đầy hoa văn trong ngực ra, đưa lên miệng thổi. Tuyết tiên tử phi thân đoạt lấy cây sáo. Đáng tiếc, vừa chạm đến người Tiết Hạo Trì, tiếng sáo đã uyển chuyển vang lên. A! À, Tuyết tiên tử nghe được tiếng sáo, lập tức kêu thảm, ngã xuống đất ôm đầu lăn lộn. Nghi hoặc trong mắt Ninh Nhụy Nhụy càng lúc càng sâu, không biết Tiết Hạo Trì đang làm cái gì, nhưng mơ hồ cảm giác có chút không được thích hợp. Nàng dùng cùi trỏ huých Hạ Thiên, này, ngươi có biết hắn ta đang làm gì hay không? Tiểu muội chân dài, nàng muốn ăn đòn đúng không? Ta không phải tên này. Hạ Thiên mất hứng, bĩu môi nói, còn tên ngốc kia muốn làm gì cũng chẳng liên quan đến chúng ta, mặc kệ hắn ta. Ninh Nhụy Nhụy nhìn thảm trạng của Tuyết tiên tử, thực sự có chút không đành lòng, chỉ là nhìn vị Tuyết muội muội này, thật sự có chút quá. Hạ Thiên không khỏi lắc đầu, tiểu muội chân dài. Trước đó ta đã nói qua, hắn ta không phải là nữ. Tại sao không phải nữ? Ninh Nhụy Nhụy phản bác, vừa rồi Tiết Hạo Trì cũng gọi nàng ấy là em gái mà. Hạ Thiên thản nhiên nói, gọi em gái thì nhất định phải là em gái sao? Người rõ ràng đang cưỡng từ đoạt lý. Ninh Nhụy Nhụy không khỏi chừng Hạ Thiên một cái, người được gọi là em gái còn có thể là nam hay sao? Hạ Thiên lười tranh luận, thản nhiên nói, tiểu muội chân dài. Ánh mắt của nàng nhìn thấy không nhất định là thật, lỗ tai nghe được cũng không nhất định là thật. Ninh Nhụy Nhụy có chút im lặng, thế còn cái nào là thật nữa? Ta chính là thật, nàng cũng là thật,
Hạ Thiên nghiêm túc nói, giữa chúng ta cũng là thật. Ngươi đừng nói nữa, toàn thân Ninh Nhụy Nhụy run lên, thật sự không chịu nổi, ngươi học được mấy lời ngôn tình mắc ói này ở đâu vậy, ta nghe mà nổi cả da gà. Hạ Thiên có chút không hiểu nổi, tiểu muội chân dài, não của nàng nhất định có bệnh. Ta không phải nói mấy lời ngôn tình mắc ói, ta chỉ nói sự thật mà thôi. Được rồi, dừng lại đi. Ninh Nhụy Nhụy không muốn nghe nữa, lập tức nói sang chuyện khác, ta cảm thấy nên giúp Tuyết Tiên Tử kia một lần. Vấn đề nàng ấy là nam hay nữ tạm thời gác sang một bên. Nếu không, người cũng sẽ không cứu được. Tiểu muội chân dài, một chút trí nhớ mà nàng cũng không có. Hạ Thiên nhếch miệng, ta đã nói hắn ta mắc bất tử chứng. Trước khi chưa được chữa khỏi, hắn ta không chết được đâu. Ninh Nhụy Nhụy hơi cau mày, chẳng lẽ chúng ta trơ mắt nhìn tên Thiết công tử kia tra tấn nàng. Ta nhìn không được. Một bên khác, Tuyết Tiên Tử xác thực bị dày vò đến không còn nhân dạng. Làn da vốn trắng hơn tuyết dần dần biến thành màu đỏ tươi, giống như máu lúc nào cũng có thể chảy ra từ dưới da. Mái tóc dài ra hơn một mét, còn biến thành tóc trắng. Thay đổi lớn nhất chính là ánh mắt. Vốn ánh mắt trống rỗng không có gì, bây giờ đã biến thành ngoan lệ âm độc, giống như một con ác quỷ sẵn sàng nuốt người. Peace. Tuyết Tiên Tử há miệng thở ra một luồng khí lạnh, âm trầm nói, rất lâu rồi ta chưa ra ngoài. Lần này ngươi muốn ăn ai? Ăn hai người bọn họ. Cho dù là Tiết Hạo Trì, hắn ta cũng không khỏi sợ hãi đối với ánh mắt tràn ngập sát ý như thế. Hắn ta vội vàng dùng cây sáo quét ngang, chỉ vào Hạ Thiên và Ninh Nhụy Nhụy, đôi cẩu nam nữ kia lòng mang ý đồ xấu, chắc chắn sẽ làm hỏng chuyện tốt của Gia Gia. Ngươi mau chóng giải quyết bọn họ đi. Ha ha, đơn giản thôi. Tuyết Tiên Tử thay đổi hình dáng nghe được mệnh lệnh, lập tức quay đầu nhìn Hạ Thiên và Ninh Nhụy Nhụy, nhe răng cười nói, nữ hoa dung nguyệt mạo, nếu ăn nhất định sẽ rất ngon. Nam bình thường chẳng có gì lạ, ăn cũng không có mùi vị, giết chết là được. Tiết Hạo chỉ quát lạnh, bớt nói nhảm đi, muốn ăn thì ăn nhanh lên, muốn giết cũng giết nhanh lên, đừng làm chậm trễ thời gian, người có nghe hay không? Hừ. Ánh mắt Tuyết Tiên Tử lộ ra vẻ khinh thường, nếu không phải ngươi đang giữ hồn địch, người đầu tiên mà ta muốn ăn chính là ngươi. Tiết Hạo chỉ có chút sợ hãi rụt cổ một cái, nhưng rồi cảm thấy hắn ta làm như vậy có chút mất thể diện, không khỏi tức giận nói, ngươi làm việc nhanh lên. Nếu không, đừng trách ta không cho ngươi ra ngoài nữa. Đây cũng là triệu chứng của bất tử chứng. Ninh Nhụy Nhụy vừa nhìn đã cảm thấy nghi hoặc, lại có chút kinh ngạc, nam nữ chuyển đổi dễ dàng như vậy sao? Điều này sẽ khiến cho đám người phẫu thuật chuyển giới hâm mộ chết đi được. Hạ Thiên nhếch miệng, tiểu muội chân dài, nàng đoán đúng một nửa. Nguyên nhân có thể phát sinh bất tử chứng, thứ nhất chính là lưỡng tính, thứ hai là sát khí xâm thai, thứ ba là tà công thôi hóa, tổng cộng có 10 điều kiện. Bất cứ một cái nào, sau khi người bình thường chúng phải, đều sẽ chết từ trong trứng nước. Chỉ có thỏa mãn tất cả những điều kiện này, hơn nữa còn bình yên được sinh ra thì mới có thể mắc bất tử chứng. Ta nghe không hiểu, nhưng ta thật sự rất chấn động. Ninh Nhụy Nhụy nói, tuy nhiên, bây giờ Tuyết Tiên Tử muốn ăn chúng ta nên làm gì bây giờ? Hạ Thiên hơi khinh thường nói, chỉ sợ hắn ta không có bản lãnh đó đâu. Có nghe không, tiểu tử kia khinh thường ngươi đấy. Tiết Hạo chỉ cười lạnh. Ha ha, bây giờ ta sẽ cắn đứt cổ của hắn. Tuyết Tiên Tử gào thét một tiếng, thân hóa thành tàn ảnh nhào về phía Hạ Thiên, đồng thời còn không quên giống lên một câu, còn nữa, bây giờ ta tên Tiết Tiên Chi, không còn là Tuyết Tiên Tử nữa. Gọi sai người cũng phải chết. Ta chẳng quan tâm ngươi là Tiết Tiên Chi hay là Tuyết Tiên Tử, cút ngay cho ta. Ninh Nhụy Nhụy cau mày, lập tức lách mình ngăn trước mặt Hạ Thiên. Nàng muốn ngăn Tuyết Tiên Tử lại, tốt nhất là có thể khiến cho nàng ấy tỉnh táo lại. Chỉ là nàng đã đánh giá cao năng lực của mình, tốc độ của Tuyết Tiên Tử chuyển đổi giới tính lại càng nhanh hơn, cướp được quỹ tích cực kỳ quỷ dị, lơ lửng không cố định, nàng không nắm giữ được. Bành! Tiết Tiên Chi nhanh chóng lướt qua Ninh Nhụy Nhụy, sau đó một quyền đánh vào ngực của Hạ Thiên. Quyền phong chi thịnh, phát ra một tiếng nổ. Cả người Hạ Thiên bị đánh bay ra ngoài, giống như một quả đạn pháo rơi xuống hơn mấy chục mét. Ninh Nhụy Nhụy lần đầu tiên thấy Hạ Thiên bị người ta đánh bay, trong lòng không khỏi căng lên, kêu lên một tiếng, Hạ Thiên, ngươi không sao chứ? Hạ Thiên nhanh chóng quay trở lại,
nhìn Tuyết Tiên Tử một cái, ngươi không thích hợp. À, vậy mà không chết, ngươi ngược lại cũng có chút bản lãnh. Tiết Tiên Chi liếm môi một cái, cười gằn, vậy thì quá tốt rồi. Nếu ngươi giống đám phế vật trước kia, đánh một quyền đã chết, vậy thì nhàm chán lắm. Hạ Thiên nhếch miệng, khinh thường nói, tốc độ của ngươi cũng khá thú vị, nhưng sức còn quá yếu, giống như con muỗi vậy. Ha ha, vẫn rất cuồng. Tuyết Tiên Chi hừ lạnh một tiếng, bóp quyền lao đến. Vậy ngươi cũng hãy nếm thử quả đấm của ta đi. Hạ Thiên cũng hứng thú lên. Hắn đã lâu rồi không đánh một trận thống khoái với người khác. Trước đó hắn gặp những người được gọi là cao thủ, nhìn thì rất lợi hại nhưng đều không chịu nổi một kích. Ngược lại Tiết Tiên Chi trước mắt, chẳng những thể chất đặc biệt, cũng bởi vì nguyên nhân bất tử chứng, bắp nhiều tầng quỷ quyệt, hẳn còn tu luyện qua một môn tà công nào đó, cho nên thân pháp mới có thể lơ lửng không cố định, khiến người ta khó mà nắm lấy. Bành! Hai bóng người dùng tốc độ cực nhanh đụng vào nhau, quyền đối quyền, cứng đối cứng, một luồng kình khí nổ tung. Nói khí lực ta yếu, ngươi cũng đâu có mạnh. Tiết Tiên Chi không khỏi nhe răng cười gằn, giễu cợt Hạ Thiên, nếu ngươi chỉ có chút trình độ đó, vậy thì ngươi đi chết đi. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, ngươi không có bản lãnh đó đâu. Chưa chắc, vừa rồi ta chỉ dùng ba thành công lực, bây giờ ta sẽ cho ngươi nếm trọn vẹn. Khóe miệng Tiết Tiên Chi nhếch lên, lúc nói lời này, nắm đấm của hắn giống như núi lửa sắp bộc phát. Khi nói xong, một lực đạo mạnh mẽ đánh ra, như sơn băng hải thiếu. Ánh mắt Hạ Thiên rời xuống, thản nhiên nhìn nắm đấm của đối phương, sau đó cả người một lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Lần này bay không xa, nhưng lại va vào căn phòng giống đan đỉnh kia. Căn phòng ầm ầm sụp đổ, chỉ còn lại nóc phòng giống cái nắp đỉnh vẫn còn hoàn hảo không chút tổn hại. Tiết Tiên Chi, ngươi làm cái gì thế? Tiết Hạo chỉ trừng mắt, căm từng nhìn Tiết Tiên Chi, mắng to, đây chính là đan phòng do đích thân Gia Gia kiến tạo. Không có nó, làm sao mà tập trung sinh cơ huyết khí, làm sao? Nói được nửa câu, hắn ta chợt phát hiện có chút không thích hợp. Thứ nhất, bởi vì những lời này là tuyệt mật, hắn ta lại không cẩn thận để lọt ra ngoài. Thứ hai, Hạ Thiên đang đứng trước mặt hắn ta, mỉm cười nhìn hắn ta. Ngươi không sao. Tiết Hạo chỉ không khỏi ngây người, rõ ràng ta nhìn thấy ngươi bị đánh bay vừa nãy mà. Hạ Thiên nói, điều này nói rõ mắt của ngươi có vấn đề, chỉ bằng ngươi hiến tặng đi. Đúng rồi, ngươi còn chiêu thức nào nữa không? Nếu không, vậy thì ngươi đi chết đi. Tiết Hạo chỉ sửng sốt, lập tức vọt vào đống phế tích, đào từng mảnh đá vụn ra, quả nhiên nhìn thấy Tiết Tiên Chi đã bất tỉnh nhân sự. Hắn ta tát vào mặt Tiết Tiên Chi, Tiết Tiên Chi, con mẹ nó ngươi tỉnh lại cho ta. Việc còn chưa làm xong mà. Nhưng mặc cho hắn ta bạt tai như thế nào, Tiết Tiên Chi cũng vẫn bất tỉnh. Đừng lãng phí thời gian. Vừa rồi ta đã châm cho hắn ta một châm. Hạ Thiên cười nói, nếu ta không để cho hắn ta tỉnh lại, cả đời này hắn ta sẽ không tỉnh được nữa. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Tiết Hạo chỉ gào to, hắn ta chính là song hồn nhân do chính tay Gia Gia ta dạy dỗ, làm sao có thể bị châm pháp của ngươi phá chứ? Hạ Thiên nhếch miệng, điều này nói rõ Gia Gia ngươi luyện không đến nơi đến chốn. Tuy nhiên, cho dù ông ta luyện đến nơi đến chốn, ai bảo ta là đệ nhất thần y trong thiên hạ chứ? Cái gì tà công, cái gì thần công, đây chính là đại thần thông có thể cứu vớt thương sinh thiên hạ. Tiết Hạo chỉ hiển nhiên không cách nào chấp nhận được Hạ Thiên nói xấu Gia Gia của hắn ta. Hắn ta lập tức lớn tiếng bác bỏ, Gia Gia của ta là bán tiên nhân, tương lai chắc chắn sẽ cứu vớt ức vạn sinh linh trên trái đất. Ngươi thì tính là gì mà cũng xứng nói này nói kia Gia Gia ta. Ninh Nhụy Nhụy không nhịn được liền nói, ngươi trung nhị thì cũng thôi đi, Gia Gia ngươi bao nhiêu tuổi rồi mà còn có suy nghĩ trung nhị như thế chứ? Ngươi thì biết cái gì? Hạng người ánh mắt thiển cận, làm sao biết thế giới lớn bao nhiêu? Làm sao có thể cảm nhận được sự ảo diệu của vũ trụ, nguy cơ của thiên địa chứ? Tiết Hạo chỉ lạnh giọng mắng, em trai của ta chắc chắn sẽ là một sự giúp đỡ rất lớn trong kế hoạch cứu vớt chúng sinh của Gia Gia ta. Bây giờ lại bị ngươi làm hỏng rồi. Hạ Thiên cảm thấy buồn cười, với chút thực lực đó thì đừng hòng cứu vớt thế giới cái gì. Lo mà cứu đầu óc của các ngươi đi. Ngươi còn dám nói mấy lời như thế. Tiết Hạo chỉ hoàn toàn phẫn nộ, một lần nữa rút cây sáo chỉ vào Hạ Thiên,
bây giờ ta sẽ khiến cho ngươi hối hận về lời mà ngươi mới nói. Hạ Thiên nhếch miệng, trong từ điển nhân sinh của ta không hề có hai chữ hối hận. Vậy ngươi nhanh chóng sẽ có. Tiết Hạo Trì nghe răng cười một tiếng, đưa cây sáo lên miệng, ánh mắt tràn ngập ý cười âm trầm cùng với một sự quỷ dị không thể nắm lấy. Rất nhanh, một tiết tấu không hề có chút cảm giác nào nhưng lại ăn khớp tiếng nhạc vang lên. Ninh Nhụy Nhụy cảm nhận được một sự bất an, giống như trái tim sẽ bị tiếng nhạc này nằm trong tay. Cũng may, bây giờ nàng không phải người bình thường. Khi phát hiện được sự không ổn, nàng lập tức điều chỉnh hô hấp, đè xuống cảm giác bất an mãnh liệt này. Tuy nhiên, có một số người không khống chế được, rơi vào trong điên cuồng. Trong đó bao gồm nam nhân dâu quai nón đã ngất xỉu vừa nãy, còn có võ tăng tiền viện và hòa thượng mập, cùng với những người bình thường đang xếp hàng lĩnh phù dược bên ngoài. Hai mắt những người này phiếm hồng, giống như chảy máu, thần thái cực kỳ điên cuồng. Càng quỷ dị hơn chính là, tốc độ và sức mạnh mà bọn họ nhận được tăng lên một cách cực kỳ khủng bố. Ninh Nhụy Nhụy nhìn thấy những người này giống như mưa từ ngoài viện phát thiên cái địa nhào đến. Trong chớp mắt, bọn họ đã bao vây hai người Ninh Nhụy Nhụy, ba tầng trong ba tầng ngoài, chật như nêm cối. Tất cả đều là những người đã dùng phù dược đặc chế của gia gia ta. Chỉ cần nghe được tiếng địch này, bọn họ sẽ trở thành một sự giúp đỡ rất lớn đối với chúng ta. Tiết Hạo Trì kiêu ngạo nói, dùng cây sáo chỉ về phía Hạ Thiên, giết tên tiểu tử này cho ta. Hắn ta quay sang nhìn Hạ Thiên, nữ nhân kia thì giữ lại, còn có tác dụng khác. Đúng là ngớ ngẩn, Hạ Thiên có chút thất vọng lắc đầu. Ninh Nhụy Nhụy cũng cảm thấy đầu óc của những người này có vấn đề, đám song hồn nhân mà ra ra ngươi cẩn thận bồi dưỡng đều không có tác dụng gì. Những người bình thường kia có nghe hiệu lệnh của ngươi thì có thể làm gì? Tiết Hạo Trì cười lạnh, ngươi cứ ở đó mà nhìn xem. Ta muốn ngươi tận mắt nhìn hắn chết đi. Đây chính là cái giá phản bội ta. Đúng là không thể nói lý. Ninh Nhụy Nhụy bó tay. Người này khó tránh khỏi có chút tự cho là đúng. Ngươi không cho rằng chiến thuật biển người có tác dụng với Hạ Thiên chứ? Có thời gian, chỉ bằng ngươi tự đào hố cho mình. Nói không chừng còn thực tế hơn một chút. Hừ, lát nữa thì ngươi sẽ biết. Tiết Hạo Trì cười lạnh. Hy vọng khi ngươi nhìn thấy thi cốt của tiểu tử kia thì vẫn còn có thể cười được. Ninh Nhụy Nhụy thở dài, quả nhiên ngu xuẩn thì vĩnh viễn không bao giờ biết tự hiểu lấy, cũng không bao giờ nắm rõ tình thế. Các ngươi mới là ngu xuẩn, Tiết Hạo Trì hiển nhiên rất ghét cái từ này, không khỏi nhìn chằm chằm Ninh Nhụy Nhụy, không có lý do tìm đến cửa, cũng không có lý do làm loạn, lại còn giết em trai của ta, thiếu chút nữa làm hỏng bố cục của gia gia ta, các ngươi không đáng chết thì ai mới là đáng chết? Tại sao lại không đề cập đến em gái của ngươi vậy? Ninh Nhụy Nhụy hoài nghi một chút. Tư tưởng của tiện nhân kia đã xảy ra vấn đề. Sau khi chuyện thành công, nàng ta nhất định sẽ bị gia gia ta tiêu hủy, có cái gì tốt mà nhắc chứ? Tiết Hạo Trì không chút do dự nói. Ninh Nhụy Nhụy không khỏi đồng tình, ta ngược lại cảm thấy, ngoại trừ Tuyết Tiên Tử vẫn còn chút nhân tình, ngươi và Tiết Tiên Chi kia đã không còn chút nhân tính nào. Nhân tính đáng giá mấy đồng? Tiết Hạo Trì mắng một câu, bớt tự cho mình là sứ giả chính nghĩa đi. Hai người các ngươi làm hỏng chuyện tốt của nhà ta, tuyệt đối là bị người ta sai khiến. Ninh Nhụy Nhụy thản nhiên nói, không phải đâu. Chúng ta nghe nói nơi này có miếu tuyết tiên, phát thuốc miễn phí có thể chữa khỏi trăm bệnh. Cho nên, chúng ta đến đây là để mở mang tầm mắt mà thôi, ai biết được lại là chỗ dơ bẩn như thế. Ngươi cho rằng ta sẽ tin vào lý do này của các ngươi sao? Tiết Hạo Trì cười lạnh, nói với Ninh Nhụy Nhụy, ngươi đừng tưởng rằng ta giữ lại ngươi là vì coi trọng mỹ mạo của ngươi. Cho dù ngươi có đẹp hơn nữa, ta cũng không động tâm. Ta chỉ muốn đưa ngươi cho gia gia của ta. Tâm trí Tuyết Tiên Tử bất ổn, vừa lúc luyện hóa hồn phách ngươi làm dự bị. Ninh Nhụy Nhụy lắc đầu, ngươi thật sự không còn thuốc nào có thể cứu được, ngươi nên chết thì tốt hơn. Ha ha, ngươi muốn ta chết không biết có bao nhiêu, các ngươi có bản lãnh này sao? Tiết Hạo Trì chỉ vào Hạ Thiên bên kia, mấy chục người vây quanh hắn gặm cắn, cho dù cơ thể làm bằng sắt cũng bị xé nát hơn phân nửa, bạn trai ngươi hơn phân nửa đã chết, thì cốt có còn lưu lại hay không còn phải xem ý của ta. Bây giờ ngươi mở miệng cầu xin ta còn kịp. Dù sao ngươi cũng chết chắc rồi. Ninh Nhụy Nhụy cảm thấy cử chỉ của người này quá điên rồ, cho dù bây giờ ngươi quỳ xuống cầu xin tha thứ cũng không còn tác dụng.
Gương mặt Tiết Hạo chỉ hiện lên sự trào phúng, tình cảm của các ngươi cũng không sâu đậm lắm. Hắn sắp chết, ngươi lại không đi cứu. Thi cốt của hắn sắp không giữ được, ngươi vẫn thờ ơ như cũ. Quả nhiên nữ nhân đều là thứ bợ đỡ và lạnh lùng, ngươi cũng nên chết đi. Đầu óc có bệnh, Ninh Nhụy Nhụy lười nhiều lời với người này, bây giờ ta sẽ đá chết ngươi. Thân hình Ninh Nhụy Nhụy lóe lên đến trước mặt Tiết Hạo Trì, nhấc chân một cước quét ngang. Bành! Một bóng người bị đá bay ra ngoài, tiếng kêu thảm thiết cũng không có, cũng không rõ sống chết. Chậc chậc chậc, người đã sát sinh, một người vô tội bởi vì ngươi mà mất mạng. Tiết Hạo Trì thối lùi mấy bước, châm chọc Ninh Nhụy Nhụy, đối với một người không cừu không oán với ngươi mà ngươi cũng có thể ra tay hạ sát, quả nhiên độc nhất là lòng dạ đàn bà. Ninh Nhụy Nhụy tức đến mức phổi muốn nổ tung, cái tên cặn bã này khống chế người khác ngăn cản tổn thương cho hắn ta. Đúng là cực kỳ vô sỉ. Có phải ngươi muốn mắng ta vô sỉ hay không? Tiết Hạo Trì đoán được suy nghĩ của Ninh Nhụy Nhụy, lại càng khinh thường, nói ra giống như các ngươi cao thượng lắm. Ban đầu, bọn họ không có việc gì, chỉ bởi vì các ngươi làm loạn ở đây, ta mới không thể không sử dụng thủ đoạn này. Kẻ cầm đầu mọi chuyện chính là các ngươi. Các ngươi nên tự sát để tạ tội với thiên hạ. Mặt Ninh Nhụy Nhụy không khỏi lạnh lại, ánh mắt hiên tĩnh, ngươi đừng nghĩ có thể dùng mấy lời nói này đả kích đạo đức của ta. Năm đó, khi ta còn ở trên sàn thi đấu, ta đã nhận biết bao nhiêu lời chỉ trích mà ngươi không thể nào tưởng tượng được. Cho nên, đối với loại người không đau không ngứa như ngươi, một chút cũng không dao động được tâm trí của ta, ngược lại càng lộ ra ngươi là người mềm yếu, bất lực, chỉ xứng dùng loại thủ đoạn đó, dũng khí ngay cả nữ nhân cũng không bằng, đúng là buồn cười. Ngươi câm miệng đi, Tiết Hạo Trì hiển nhiên đã bị kích thích, một lần nữa đưa cây sáo lên miệng, vốn ta còn muốn giữ ngươi một mạng. Bây giờ xem ra không cần phải như vậy, ngươi hãy đi chết đi. Tiếng sáo nghẹn ngào vang lên. Chỉ là cả nửa ngày cũng không có ai đáp lại hắn ta. Đừng chém gió nữa, lúc này, một âm thanh lười biếng vang lên sau lưng hắn ta, người có thổi nát cổ họng cũng không ai phản ứng đến ngươi đâu. Tiết Hạo Trì nghe được âm thanh này, toàn thân cứng đờ, lập tức xoay người sang chỗ khác. Quả nhiên nhìn thấy Hạ Thiên đang mỉm cười nhìn hắn ta. Ngươi, tại sao ngươi lại không có việc gì? Trong mắt Tiết Hạo Trì như muốn lồi ra, tại sao lại như thế? Hạ Thiên nói, nếu ta có việc mới là kỳ quái. Tiết Hạo Trì đưa mắt nhìn đám võ tăng và những người bình thường. Người nào cũng giống như bị điểm huyệt đứng im tại chỗ. Tại sao lại như vậy? Tiết Hạo Trì thật sự không thể nào hiểu được, những người này đã dùng qua lá bùa, cơ thể sẽ trong nháy mắt bộc phát gấp 10 lần, thậm chí 100 lần bình thường. Điểm huyệt đã sớm vô dụng, tại sao bọn họ lại bị chế trụ? Hạ Thiên khinh thường nói, ai nói ngươi là điểm huyệt? Tầm mắt của ngươi thiển cận như thế, lại còn dám mượn danh nghĩa vợ nữ hoàng của ta lừa gạt ở đây. Quả nhiên muốn chết. Vợ của ngươi là ai? Tiết Hạo Trì không hiểu, ta lấy danh nghĩa của nàng ta lúc nào? Ninh Nhụy Nhụy thuận miệng giải thích, Tuyết Tiên Nương Nương thật ra là một trong những bà vợ của hắn. Ngươi không phải bạn gái của hắn sao? Tại sao hắn lại có vợ, lại còn là một trong? Tiết Hạo Trì hoàn toàn mơ hồ, một hồi lâu vẫn không thể hiểu ra. Ninh Nhụy Nhụy thản nhiên nói, chuyện này chẳng liên quan đến ngươi. Lộn xộn cái gì, Tiết Hạo Trì quyết định không nghĩ những chuyện này nữa, chỉ mắng to, ta không biết các ngươi đang nói cái gì. Tuyết Tiên Nương Nương chẳng qua chỉ là một truyền thuyết mà thôi, chẳng có liên quan gì đến các ngươi. Rõ ràng các ngươi đang cố tình gây chuyện. Ha ha, khó trách ngươi lại không sợ hãi như thế. Ninh Nhụy Nhụy mỉm cười, ngươi cho rằng lấy một truyền thuyết ra thì sẽ không có ai đến cửa gây phiền phức cho các ngươi. Tiết Hạo Trì lý trực khí tráng, đó vốn là thứ hư vô mờ mịt. Các ngươi không phải cũng dùng chiêu này sao, nói cái gì Tuyết Tiên Nương Nương là người của các ngươi. Ai mà biết có phải các ngươi đang mạo danh hay không? Có chứng cứ gì có thể chứng minh hay không? Không cần chứng cứ. Hạ Thiên không còn lời nào để nói với tên ngốc trước mắt, bây giờ ta chỉ muốn xử lý ngươi, sau đó xử lý lão gia gia càng thêm ngu ngốc của ngươi. Tiết Hạo Trì cười lạnh, cũng không sợ hãi, gia gia của ta là đại trưởng lão phái Tuyết Sơn, các ngươi dám đụng đến một sợi lông của ta, phái Tuyết Sơn sẽ truy sát ngươi đến chân trời góc biển, bao gồm người nhà của các ngươi, tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Ninh Nhụy Nhụy lắc đầu, ngươi đã nói chúng đáp án sai lầm nhất.
chúc mừng ngươi. Tiết Hạo chỉ cười lạnh không thôi, chỉ vào Hạ Thiên và Ninh Nhụy Nhụy, hừ, khi ta thổi hoán mệnh địch, gia gia của ta đã nhận được tin tức, lập tức sẽ chạy đến đây ngay. Bây giờ, các ngươi nên quỳ xuống cầu xin tha thứ. Chờ thêm lát nữa, khi gia gia của ta đến, cho dù các ngươi có cầu xin cũng vô dụng. Lúc này, từ đằng xa lấp lóe mấy luồng bạch quang. Tiết Hạo chỉ nhìn thấy, không khỏi cười rộ lên, tới rồi, gia gia của ta dẫn người đến rồi. Các ngươi đừng hòng chạy thoát, bởi vì các ngươi trốn không thoát đâu. Các ngươi chết chắc rồi, không ai có thể cứu được các ngươi. A, à, bành. Trả lời hắn ta là một nắm đấm đấm thật mạnh vào lồng ngực của hắn ta. Chỉ thấy cả người Tiết Hạo chỉ đằng không bay lên, giống như đạn pháo phóng đến mấy điểm trắng đang bay đến kia. A, à, từ đằng xa truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Tiếp theo, mấy điểm trắng thiếu mất đi vài cái. Những điểm trắng còn lại gia tăng tốc độ, rơi vào bên trong miếu, thậm chí có một cái trực tiếp rơi xuống trước mặt Hạ Thiên. Tiểu tử, ngươi là đệ tử nhà ai, có dám xưng tên ra không? Người này mặc áo cẩm bào màu trắng, trường thân ngọc lập, khí độ bất phàm. Hắn ta đưa mắt lạnh lùng nhìn Hạ Thiên, biểu hiện có chút bất thiện, biết rõ chúng ta đến mà còn dám ra tay với chúng ta, lá gan của ngươi không nhỏ nhỉ. Hạ Thiên chẳng thèm quan tâm, ngươi là tên ngốc ở đâu ra vậy? Không cần hỏi, nhất định là phái Tuyết Sơn rồi. Ninh Nhụy Nhụy thản nhiên nói. Cô nương ngươi ngược lại có chút kiến thức, ta chính là đại thiên thu của võ tông đường phái Tuyết Sơn. Người này nhìn Ninh Nhụy Nhụy, có vẻ tán thưởng, sau đó ánh mắt trở lại như cũng nhìn Hạ Thiên, các ngươi là ai? Chúng ta là ai chẳng liên quan gì đến ngươi. Ninh Nhụy Nhụy lười báo danh. Chủ yếu gia gia của nàng và Bạch Vạn Bang đang mưu đồ bí mật đối phó phái Tuyết Sơn. Nàng không muốn vì thế mà phá hỏng mưu đồ của bọn họ. Hừ, ngay cả tính danh cũng không dám báo, đúng là bọn chuột nhắt. Nam nhân mặc cẩm bào lạnh lùng quát hỏi, mặc dù miếu Tuyết Tiên không phải sản nghiệp của phái Tuyết Sơn, nhưng nó cũng có quan hệ rất lớn với phái Tuyết Sơn chúng ta. Các ngươi dám làm sằng làm bậy ở đây, chẳng lẽ các ngươi không để phái Tuyết Sơn vào mắt? Hạ Thiên nhếch miệng, ta chẳng quan tâm các ngươi là phái Tuyết Sơn hay là Tuyết Cẩu, tại sao ta lại phải để vào mắt? Lớn mật, làm càn, dám phỉ báng phái Tuyết Sơn chúng ta, người muốn chết đúng không? Đám người mặc áo trắng sau lưng lộ ra vẻ mặt giận dữ, quát tháo Hạ Thiên không thôi. Nam nhân mặc cẩm bào ngược lại cũng không có phản ứng gì quá lớn, chỉ cười nhạt, nghe cái kiểu ngươi nói cũng đủ biết ngươi là loại thiếu gia ăn chơi. Nhưng nhìn ngươi lạ mặt quá, thật sự có chút khiến cho người ta đoán không ra. Tuy nhiên, ngươi phỉ báng phái Tuyết Sơn lại là sự thật. Nếu không chừng trị một hai, chỉ sợ về sau sẽ không còn ai e ngại thần uy phái ta nữa. Đừng có nói nhảm, Hạ Thiên có vẻ không được kiên nhẫn, cái gì mà thần uy. Thần kinh thì có, nếu các ngươi là cứu binh mà tên Tiết ngớ ngẩn kia mời đến, vậy các ngươi cứ trực tiếp ra tay đi, đừng lãng phí thời gian của ta. Tiết ngớ ngẩn, nam nhân mặc cẩm bào sửng sốt, rất nhanh lấy lại tinh thần, người nói là Tiết Hạo chỉ à. Không sai, chúng ta nhận được tín hiệu cầu cứu độc môn của phái Tuyết Sơn, sau đó chạy xuống núi trợ giúp. Trong lúc nói chuyện, có hai người áo trắng mang theo Tiết Hạo chỉ không rõ sống chết chạy đến, đại đường chủ, chúng ta đã mang Tiết Hạo chỉ đến. Vừa rồi hắn ta đã nện choáng mấy sư đệ. Hắn ta còn sống hay đã chết? Nam nhân mặc cẩm bào quay sang nhìn Tiết Hạo Trì, thuận miệng nói, mặc dù hắn ta không phải đệ tử phái Tuyết Sơn, nhưng nói thế nào cũng là cháu trai của Tiết Đại trưởng lão. Nếu xảy ra chuyện, chúng ta cũng không tiện bàn giao. Người mặc áo bào trắng có chút kỳ quái hỏi, chết thì không chết nhưng không hiểu vì sao vẫn chưa tỉnh lại. Ồ, gương mặt nam nhân mặc cẩm bào hiện lên sự khó hiểu. Hắn ta tiến lên dò xét tình huống của Tiết Hạo Trì. Quả nhiên vẫn còn mạch đập nhưng bất luận gọi thế nào Tiết Hạo chỉ cũng vẫn không tỉnh, hơn nữa nét mặt còn rất thống khổ, không giống như bị điểm huyệt, cũng không giống như hôn mê. Được rồi, mau mang người về phái Tuyết Sơn đi, để Tiết trưởng lão kiểm tra xem. Nam nhân mặc cẩm bào cho Tiết Hạo chỉ uống vài viên đan dược, nhưng hắn ta vẫn không hề phản ứng, liền quyết định từ bỏ. Hạ Thiên nói, các ngươi đừng lãng phí thời gian nữa. Tên ngốc đó không cứu được đâu. Là ngươi dở trò quỷ. Nam nhân mặc cẩm bào cau mày, hơi tức giận nói, vậy thì tốt. Các ngươi theo ta đến Lăng Tiêu Thành một chuyến.
Ninh Nhụy Nhụy lạnh lùng nói, người dựa vào cái gì mà bảo chúng ta đến phái Tuyết Sơn? Không dựa vào cái gì cả mà là các ngươi phải đi. Nam nhân mặc cẩm bào không cho phép từ chối, còn nữa, mang hết tất cả những người ở đây về luôn, để chấp pháp đường xử trí. Cho dù Tiết Hạo Trì không có gia nhập phái Tuyết Sơn, nhưng dù sao hắn ta cũng là cháu trai của đại trưởng lão, các ngươi đừng tưởng đả thương hắn ta thì không có bất cứ hậu quả gì. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, tùy ý nói, chỉ là xử lý một tên ngu ngốc muốn chết mà thôi, có thể có hậu quả gì chứ? Cho dù hắn ta là tên ngu ngốc, vậy cũng không phải đến phiên ngươi có thể xử lý. Nam nhân mặc cẩm bào hừ lạnh một tiếng, đưa tay chỉ vào Hạ Thiên, nếu các ngươi tự nguyện đi theo ta, bổn đường chủ sẽ giữ lại vài phần mặt mũi cho các ngươi. Bằng không, ta trực tiếp áp các ngươi lên núi. Vậy ngươi áp thử xem. Hạ Thiên mỉm cười đáp. Muốn chết, nam nhân mặc cẩm bào lần đầu tiên thấy có người dám miệt thị người của phái Tuyết Sơn như thế, không khỏi bốc lên hỏa khí, lập tức ra lệnh, Bách Lý, Bách Sự, các ngươi mau bắt tên tiểu tử này lại cho ta. Rõ, chỉ thấy hai người áo trắng gật đầu xác nhận, sau đó rút kiếm vọt đến chỗ Hạ Thiên. Một người trẻ tuổi có râu nói với Hạ Thiên, tiểu tử, ta khuyên ngươi nên thúc thủ chịu trói. Chúng ta là đệ tử phái Tuyết Sơn, không phải loại bàng môn như Tiết Hạo chỉ có thể so sánh. Ngươi không thắng được chúng ta đâu. Một đệ tử hơi lớn tuổi còn lại im lặng không nói, thừa dịp lực chú ý của Hạ Thiên đều dồn hết lên đệ tử có râu, lặng lẽ vận thân pháp phi nhứ tùy phong đặc biệt của phái Tuyết Sơn, lặng yên không một tiếng động di chuyển ra sau lưng Hạ Thiên. Nhân lúc Hạ Thiên còn chưa sẵn sàng, hắn ta đâm một kiếm vào hậu tâm của hắn. Nếu bị một kiếm này đâm trúng, tuyệt đối có thể đâm xuyên Hạ Thiên. Cho dù may mắn tránh đi chỗ yếu hại, ít nhất cũng sẽ bị trọng thương. Quả nhiên trẻ tuổi nóng tính, lại không thèm phòng bị, đúng là muốn chết. Người này âm thầm cảm thấy đắc ý, nhưng khi chuẩn bị ra tay, hắn ta chợt phát hiện có chút không đúng, không khỏi ngẩn ra. Sau đó chợt nhìn thấy một cái đế giày lao vào mặt mình. Bành! Người này phản ứng không kịp, bị một cước đạp ra ngoài, khắp gương mặt chỉ toàn là dấu chân. Đánh lén sau lưng cũng là tác phong của phái Tuyết Sơn các ngươi. Ninh Nhụy Nhụy cười lạnh, khinh thường mắng, vậy các ngươi đừng lấy cái danh môn chính phái gì nữa, chỉ toàn là một đám hèn hạ, vô sỉ. Làm càn, nam nhân mặc cẩm bào thật sự nổi giận, vén cẩm bào lên. Đánh ra một trưởng với Ninh Nhụy Nhụy. Trưởng phong cương mãnh, nhưng trưởng thế âm quỷ khó lường. Ninh Nhụy Nhụy cảm thấy chẳng có gì lợi hại, chỉ nhẹ nhàng lóe lên rồi biến mất. Một giây sau, nàng lập tức sinh lòng cảnh giác. Đáng tiếc hơi muộn một chút. Một trưởng của nam nhân mặc cẩm bào kia chỉ là dụ công, buộc nàng phải tránh lui, còn bản thân hắn ta cũng đã dự đoán được phương vị né tránh của nàng, vì thế đã dĩ giật đãi lao. Hừ, người còn quá non. Nam nhân mặc cẩm bào cười lạnh một tiếng, cổ tay chặt vào sau ót Ninh Nhụy Nhụy. Bành! Nam nhân mặc cẩm bào giống như một con chó hoang bị xe đụng, cả người mất đi khống chế bay ra ngoài, lăn mấy chục mét trên mặt đất, miệng toàn là bùn. Đường chủ! Đường chủ, người không sao chứ? Đám đệ tử áo trắng một lúc lâu sau mới hồi phục lại tinh thần, cùng nhau vọt đến đỡ nam nhân mặc cẩm bào dậy. Dám ra tay với tiểu muội chân dài, người đúng là muốn chết. Hạ Thiên khó chịu nói. Nam nhân mặc cẩm bào tức giận đẩy người dìu hắn ta ra, vừa phẫn nộ vừa nghi hoặc nhìn Hạ Thiên, ngươi làm như thế nào? Hạ Thiên đáp, người bị đánh mà còn không biết tại sao mình bị đánh, quả nhiên cũng là một thằng ngu. Làm việc ngông cuồng như thế, công pháp quỷ dị, người nhất định không phải người trong chính đạo. Nam nhân mặc cẩm bào lập tức định một thân phận cho Hạ Thiên. Sau đó quát lớn, chúng đệ tử nghe lệnh, bày liệt kiếm trận bao vây hai tên yêu nhân tà đạo kia lại. Nếu có chút dị động, giết bất luận tội. Đám đệ tử áo trắng lập tức lĩnh mệnh, rút toàn bộ kiếm trong bao ra, chiếm phương vị có lợi, bao vây Hạ Thiên và Ninh Nhụy Nhụy ở giữa. Ha ha, đánh không lại thì muốn quần ẩu. Ninh Nhụy Nhụy cảm thấy có chút buồn cười, lại còn lấy cớ cái gì là yêu nhân tà đạo. Nếu ngươi dứt khoát một chút, ta còn có thể để mắt đến ngươi. Nhưng bây giờ ngươi lại không biết xấu hổ như thế, ta thật sự được mở rộng tầm mắt. Bây giờ ta sẽ giúp các ngươi đại khai nhãn giới. Nam nhân mặc cẩm bào nổi lên sát tâm. Mặc kệ hai người kia có lai lịch gì, hôm nay hắn ta nhất định sẽ giết bọn họ. Bằng không,
về sau hắn ta làm sao mà lăn lộn trên giang hồ, kiếm trận Thiên Sơn Mộ Tuyết, lên. Chỉ thấy đám đệ tử áo trắng dung kiếm, sử dụng thân pháp phi nhứ tùy phong nhanh chóng tập trung lại. Hàng trăm hàng ngàn kiếm ảnh xen lẫn thành một mảnh, khắp thiên địa đều là bạch quang sáng chói mắt, giống như Thiên Sơn Mộ Tuyết. Hạ Thiên và Ninh Nhụy Nhụy giống như hai chiếc lá, trong khoảnh khắc bị băng tuyết bao phủ, không nhìn thấy một chút hy vọng sống. Hừ, dám đối phó với phái Tuyết Sơn, chết cũng chẳng có gì đáng tiếc. Nam nhân mặc cẩm bào hừ lạnh một tiếng, lộ ra vẻ khinh thường. Hắn ta thấy hai người chết chắc, tuyệt không có gì ngoài ý muốn. Kiếm trận Thiên Sơn Mộ Tuyết là đại sát khí võ tông đường bọn họ. 10 đệ tử bình thường trải qua tầng tầng điệp ra, cuối cùng tích lũy thành một luồng sức mạnh vô cùng đáng sợ. Cho dù là đại trưởng lão trong phái, thậm chí là trưởng môn cũng chưa chắc có thể kháng cự lại kiếm trận chi phong. Mặc dù hai người trong tà đạo này cũng có chút bản lãnh, nhưng không cao. Vừa rồi, cũng bởi vì hắn ta quá khinh địch cho nên mới bị ăn thiệt. Bây giờ toàn bộ kiếm trận được triển khai, chắc chắn bọn họ sẽ bị chém đến thi cốt không, hả? Nghĩ đến đây, nam nhân mặc cẩm bào chợt phát hiện có điểm gì lạ là. Cơ thể của hắn ta đột nhiên phát lạnh, giống như rơi vào trong hầm băng. Trong lòng hắn ta khẽ động, không khỏi hơi ngẩng đầu lên, chợt bị dọa đến hồn phi phách tán. Chỉ thấy kiếm quang trùng điệp xuất hiện trên đầu của hắn ta, mắt thấy sắp áp xuống. Dừng tay lại cho ta. Nam nhân mặc cẩm bào kêu to, đáng tiếc đã muộn, rất nhanh tiếng hô biến thành tiếng kêu thảm thiết. Bành! Ngay tại chỗ bốc lên một chùm sương mù tuyết, toàn bộ ngôi miếu ầm ầm sụp đổ. Đám đệ tử áo trắng cũng phát hiện không ổn, lập tức thu kiếm, nhưng lại bị kiếm trận phản phệ, toàn bộ đều trúng kiếm ngã xuống đất. Lúc này, Hạ Thiên đã ôm Ninh Nhụy Nhụy vọt ra ngoài ngôi miếu. Uy lực kiếm trận lớn thật, Ninh Nhụy Nhụy nhìn thấy miếu tuyết tiên biến thành một mớ hỗn độn, lập tức hỏi, những khách hành hương bị khống chế sẽ không có chuyện gì chứ? Hạ Thiên đáp, vô tội sao? Cũng có thể, bọn họ không chết được đâu, một lát nữa sẽ tỉnh lại. Không nghĩ đến phái Tuyết Sơn lại là như thế. Khó trách năm đó ra ra lại xuống núi. Ninh Nhụy Nhụy có chút khinh thường nói, loại môn phái như thế có cái gì tốt đâu. Tiết trưởng lão kia đoán chừng cũng chẳng phải hạng người tốt lành gì. Lúc này, bên trên vang lên âm thanh của một nữ nhân, không cần đoán chừng. Ông ta đích thật không phải người tốt. Ngươi không đi sao? Ninh Nhụy Nhụy quay đầu nhìn lại, phát hiện bên cạnh có thêm một người. Quả nhiên là nữ nhân che mặt vừa rồi. Đi, nhưng, nữ nhân che mặt cười nói, ta biết nơi nào có Hạ Thiên, nơi đó khẳng định không thiếu náo nhiệt, cho nên ta lại quay về. Ninh Nhụy Nhụy có chút cảnh giác nhìn nữ nhân trước mặt, ngươi và bọn họ cùng một bọn mà. Ngươi đoán sai rồi, nữ nhân che mặt lắc đầu, ta và bọn họ không chung một đường. Bọn họ không xứng cùng một nhóm với ta. Ninh Nhụy Nhụy lạnh lùng hỏi lại, ngươi cảm thấy ta sẽ tin ngươi sao? Ngươi tin hay không không quan trọng. Nữ nhân che mặt lắc đầu, quay sang nhìn Hạ Thiên, hắn tin là được rồi. Hạ Thiên, ngươi không tin nàng ta phải không? Ninh Nhụy Nhụy lập tức hỏi, nữ nhân này khẳng định có vấn đề, tốt nhất nên bắt lại thẩm vấn một chút, ai biết được nàng ta có âm thầm dở trò hay không? Hạ Thiên nhìn nữ nhân che mặt một chút, sau đó nói với Ninh Nhụy Nhụy, tiểu muội chân dài. Nàng không cần để ý nàng ta. Cho dù nàng ta có lén lút giở trò, cũng sẽ không làm gì được chúng ta. Không thể nào, người thật sự tin tưởng nàng ta. Ninh Nhụy Nhụy không khỏi cảm thấy có chút ngoài ý muốn, nữ nhân đó che che giấu giấu, nói chuyện làm việc cũng không rõ ràng, không có chỗ nào có thể tin cậy được. Được rồi, ta cho ngươi biết nguyên nhân. Nữ nhân che mặt tháo mạng che mặt của mình xuống, lộ ra hình dáng của mình. Ninh Nhụy Nhụy nhìn nữ nhân kia, ta cũng vẫn không biết, nhìn mặt ngươi cũng không quá đẹp. Nói xong, nàng quay sang nhìn Hạ Thiên, này, không phải ngươi coi trọng nàng ta, cho nên mới tin tưởng nàng ta chứ. Tiểu muội chân dài, cho dù nàng ghen cũng phải ghen cho đúng đối tượng. Hạ Thiên trực tiếp phủ nhận. Ninh Nhụy Nhụy trừng mắt nhìn Hạ Thiên, ghen cái đầu ngươi đấy. Nữ nhân ngươi nhiều như vậy, nếu ta ghen, chắc ghen đến chết quá. Nói xong, nàng phát hiện có chỗ không ổn, lập tức sửa lại, ta cũng không phải người của ngươi, tại sao lại phải ghen ngươi chứ? Nữ nhân che mặt nghe Ninh Nhụy Nhụy nói, không khỏi mỉm cười,
cười Ninh Nhụy Nhụy kiên trì một cách đáng thương, đồng thời cũng cười Ninh Nhụy Nhụy đã rơi vào lưới tình mà không biết. Ngươi cười cái gì? Ninh Nhụy Nhụy khá mẫn cảm, lập tức trừng mắt với nữ nhân kia, ngươi còn chưa xưng tên ra. Rốt cuộc ngươi là ai, muốn làm gì? Được rồi, ta nói thẳng, ta tên Tô Mộng Lệ, người của Thiên Cung. Nữ nhân kia mỉm cười, thản nhiên nói, ta đã từng gặp ngươi ở Long Hổ Sơn, chỉ là ngươi chưa từng gặp qua ta thôi. Ninh Nhụy Nhụy vẫn không ngừng cảnh giác, gặp qua thì thế nào? Ai biết được đây có phải là gương mặt thật của ngươi không? Yên tâm đi, có phải hay không cũng không đáng kể. Tô Mộng Lệ mỉm cười, chỉ cần ngươi nhớ kỹ, ta tuyệt không có ác ý với các ngươi là được rồi. Ninh Nhụy Nhụy hỏi ngược lại, ngươi nói không có ác ý thì không có ác ý sao? Nếu như ta thật sự có ác ý, ngươi hẳn đã sớm cảm thấy rồi. Tô Mộng Lệ mỉm cười, ngươi chỉ không phục Hạ Thiên tin tưởng ta mà thôi. Nói cho cùng, ngươi vẫn đang ghen. Đánh giám. Ninh Nhụy Nhụy tức giận trừng Tô Mộng Lệ, ta gặp ngươi đã cảm thấy ngươi nhất định có âm mưu quỷ kế gì đó. Tô Mộng Lệ mỉm cười nói, có nhưng không phải nhằm vào các ngươi. Cho nên, ngươi không cần kích động như vậy. Ninh Nhụy Nhụy cũng lười nhiều lời với nàng, hỏi thẳng, đừng nói nhảm nữa. Ngươi nói thẳng đi ngươi muốn làm gì. Thật ra ta đến Tuyết Thành chủ yếu là có ba chuyện, hoặc có thể nói là lấy đi ba món đồ. Tô Mộng Lệ dựng một ngón tay. Chỉ Ninh Nhụy Nhụy và Hạ Thiên, miếu tuyết tiên này có vật thứ nhất mà ta muốn. Thứ gì? Ninh Nhụy Nhụy hỏi. Thân ảnh Tô Mộng Lệ khẽ động, vọt đến trước một đống phế tích, tìm kiếm hai lần, sau đó nhặt lên một món đồ rồi nhanh chóng trở về, lắc lư cái vật đó chính là cái này, hồn địch. Ninh Nhụy Nhụy cau mày, không khỏi quát hỏi, Tiết Hạo chỉ dùng thứ này để khống chế tuyết tiên tử, còn có những vị khách hành hương, người lấy nó làm gì? Yên tâm đi. Ta không dùng nó làm chuyện xấu đâu. Tô Mộng Lệ mỉm cười, lấy ra một cái túi đút cây sáo vào, thứ này thật ra vốn thuộc về Thiên Cung chúng ta, về sau bị người ta đánh cắp. Ta cũng phải tìm hiểu nhiều nơi mới biết thứ này rơi vào tay đại trưởng lão Tiết Vạn Tinh của phái Tuyết Sơn. Ngươi trực tiếp cướp lại không được sao? Ninh Nhụy Nhụy có chút hoài nghi, ta tin ngươi có thực lực này. Tô Mộng Lệ mỉm cười giải thích, cái này đương nhiên rồi. Tiết Hạo chỉ là phế vật nhưng gia gia của hắn ta lại không phải người bình thường, ít nhất ta không phải là đối thủ. Cho nên, ta chỉ có thể dùng trí. Ta biết mỗi tháng sẽ có 2-3 ngày như thế này, Tiết đại trưởng lão cũng sẽ đưa cây sáo cho cháu trai của mình mượn để tùy cơ ứng biến. Cho nên mới có hôm nay. Câu kế tiếp không cần phải nói, Hạ Thiên và Ninh Nhụy Nhụy cũng biết là có ý gì. Hai món còn lại thì sao? Ninh Nhụy Nhụy hỏi tiếp. Tô Mộng Lệ do dự một chút, sau đó trả lời, hai thứ khác tạm thời ta không nói được, bởi vì ta còn chưa nhìn thấy chúng, chỉ có suy đoán đại khái, nói ra cũng không có ý nghĩa gì. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, không cần nói, dù sao ta cũng không có hứng thú. Hắc hắc, Hạ Thiên, quả nhiên vẫn là ngươi nhạy cảm. Tô Mộng Lệ mỉm cười, trong ánh mắt có chút tán thưởng. Lúc này Ninh Nhụy Nhụy mới kịp phản ứng. Nữ nhân này muốn thu hút sự chú ý của bọn họ, sau đó kéo bọn họ vào trong cục, nàng ta sẽ thuận tiện mượn Hạ Thiên đạt thành mục đích của nàng ta. Ngươi đúng là đủ âm hiểm, Ninh Nhụy Nhụy bất mãn trừng mắt nhìn nữ nhân kia. Tô Mộng Lệ cười nói, cái này không gọi là âm hiểm, mà gọi là lợi dụng tài nguyên một cách đầy đủ. Hạ Thiên lợi hại như thế, dùng lại rất thuận tay, người lại ở Tuyết Thành, không lợi dụng một chút thì quá lãng phí. Hạ Thiên bất mãn nói, chú ý cách dùng từ của ngươi. Nói ra giống như ngươi đã từng dùng qua vậy. Ha ha, ta ngược lại rất muốn dùng. Đáng tiếc ngươi lại chướng mắt ta. Tô Mộng Lệ làm ra vẻ nhìn thấy mà yêu, hai mắt như làn thu thủy nhìn Hạ Thiên, ngươi có thể thử một chút, ta cam đoan sẽ không từ chối. Nói dễ nghe quá, Ninh Nhụy Nhụy nhìn không vừa mắt, mắng to, ngươi có tin ta đánh ngươi không? Tô Mộng Lệ lập tức thu lại vẻ mặt. Cười nói, hai cái còn lại, các ngươi không có hứng thú muốn xem thì thôi. Tuy nhiên, ta luôn cảm thấy, các ngươi sớm muộn gì cũng sẽ biết, hơn nữa còn nhất định sẽ giúp ta tìm ra. Ninh Nhụy Nhụy vốn muốn nói một câu ngươi suy nghĩ nhiều rồi, nhưng vẫn quay sang nhìn Hạ Thiên, sau đó nuốt lời nói trở về. Có Thiên Vương chuyên gây phiền phức ở đây, việc gì cũng có thể phát sinh. Tiểu muội chân dài, nàng nhìn ta làm gì? Hạ Thiên đương nhiên đoán được suy nghĩ của Ninh Nhụy Nhụy,
bất mãn nói. Ninh Nhụy Nhụy nhăn mũi, nhìn cũng không được à. Nàng đang nhìn ta với một ánh mắt không tốt. Hạ Thiên khó chịu nói, tiểu muội chân dài, có phải nàng đang mắng ta trong lòng hay không? Không có, ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Ninh Nhụy Nhụy đương nhiên sẽ không thừa nhận. Hạ Thiên tiện tay đánh Ninh Nhụy Nhụy một cái, nàng rõ ràng có mà. Ninh Nhụy Nhụy cả kinh nhảy dựng lên, sau đó xấu hổ trừng mắt với Hạ Thiên, cái tên sắc lang này, ta liều mạng với ngươi. Tô Mộng Lệ thật sự hâm mộ trạng thái giao lưu giữa hai người Hạ Thiên. Có đôi khi, tình cảm chính là nhờ những lần cãi nhau mới có thể sâu sắc hơn. Nàng không có cơ hội như vậy, bên cạnh cũng không có ai như vậy. Được rồi, các ngươi đừng liếc mắt đưa tình trước mặt ta nữa. Tô Mộng Lệ thở dài, ta lấy cây sáo đi, còn có Tuyết Tiên Tử. Các ngươi không có ý kiến gì chứ? Ninh Nhụy Nhụy quả nhiên bị thu hút sự chú ý, lập tức hỏi, ngươi lấy cây sáo thì được, nhưng ngươi mang người đi làm gì? Tô Mộng Lệ cười nói, ta cảm thấy tiểu muội tử này rất đáng thương, bị người ta khống chế nhiều năm như vậy, cũng muốn cứu nàng ấy, có được không? Ngươi cảm thấy ta tin sao? Ninh Nhụy Nhụy cười lạnh. Tin hay không cũng như thế mà thôi. Tô Mộng Lệ cũng lười giải thích, tóm lại, nàng ấy ở lại, nhất định sẽ bị gia gia nàng ấy truy cứu trách nhiệm. Đến lúc đó kết quả sẽ rất khó nói. Ta mang nàng ấy đi, cung chủ chúng ta thu làm đồ đệ cũng được, môn nhân cũng được, xem như cứu được mạng của nàng ấy. Thế bệnh của nàng ấy thì làm sao bây giờ? Ninh Nhụy Nhụy có chút không đành lòng. Tô Mộng Lệ mỉm cười, Hạ Thiên đã phế thiết tiên chi bên trong cơ thể nàng ấy, bệnh của nàng ấy hẳn sẽ không phát tác lại. Hơn nữa, thực lực cung chủ chúng ta cũng không thua kém Hạ Thiên bao nhiêu, có lẽ sẽ có cách giúp nàng ấy giành lại cuộc sống mới. Ta tạm thời tin ngươi một lần, Ninh Nhụy Nhụy thản nhiên nói, nếu để ta biết ngươi sử dụng nàng ấy như công cụ, ngươi cũng đừng trách ta không khách sáo. Tô Mộng Lệ không hiểu, Ninh muội muội, ngươi đúng là có tâm thánh mẫu. Nàng ta và ngươi không thân cũng chẳng quen, ngươi lại bảo vệ nàng ta như vậy. Cái này không phải gọi là tâm thánh mẫu mà gọi là đồng cảm, cũng gọi là trung tình. Ninh Nhụy Nhụy lạnh giọng nói, từ nhỏ tiểu muội muội bị gia gia của nàng ấy dạy thành một công cụ, ngay cả muốn chết cũng không thể, đã đủ đáng thương rồi, còn bị người ta lợi dụng đến lợi dụng đi, không thể để nàng ấy cảm thấy người trong cuộc sống này đều giống như vậy. Được rồi, ta biết rồi. Tô Mộng Lệ không tán đồng suy nghĩ của Ninh Nhụy Nhụy, có thể bị lợi dụng, nàng ta mới còn giá trị để sống. Nếu không, nàng ta đã chết từ lâu rồi. Ninh Nhụy Nhụy lại không đồng ý với suy nghĩ này, trong mắt ngươi có phải không có người bình thường hay không? Hay là ngươi không bị lợi dụng thì không thể bình an sống hết đời? Ha ha, nếu ngươi muốn dạy ta, vậy thì thôi đi. Tô Mộng Lệ khinh thường nói, hoàn cảnh lớn lên của ta và ngươi không giống nhau. Từ nhỏ, ngươi giống như chúng tinh cùng nguyệt, không gặp quá nhiều trắc trở của nhân sinh, đương nhiên có tư cách nói như thế. Nhưng ta thì không. Chỉ cần ta có một chút do dự hay thư giãn, ta sẽ vạn kiếp bất phục. Ta sống là bởi vì ta có giá trị lợi dụng. Ninh Nhụy Nhụy phản bác, ngươi cho rằng cả đời ta suôn sẻ, nhưng ngươi lại không biết ta đã phải ngậm bao nhiêu đắng cay trong bóng tối. Ngươi chém giết sinh tử còn ta thì không. Mặc dù bây giờ ta khác với trước, nhưng ta từ trước đến nay không hề cảm thấy mình hơn người một bậc, càng không xem người khác như công cụ. Ta vẫn tin tưởng rằng trên thế giới này còn nhiều người bình thường. Cho dù cuộc sống khó khăn, nhưng nó vẫn đáng giá nếu mọi người bình an sống sót. Lời không hợp ý càng không thể nói được nửa câu. Ta và ngươi không phải là người của một thế giới, không cần thiết phải phân đúng sai. Tô Mộng Lệ khoát tay, không muốn nói thêm gì nữa, chỉ tiến lên đỡ Tuyết Tiên Tử đang hôn mê lên. Nếu ngươi muốn mang nàng ấy đi, ta hy vọng ngươi hãy thiện đãi nàng ấy. Ninh Nhụy Nhụy cũng không phải muốn thuyết phục đối phương. Chỉ là muốn biểu đạt quan điểm của mình mà thôi. Tô Mộng Lệ nói, đó là đương nhiên, dù sao ta cũng không phải ác ma. Tô Mộng Lệ mang theo hồn địch và Tuyết Tiên Tử rất nhanh rời đi. Hạ Thiên và Ninh Nhụy Nhụy tất nhiên cũng không ở đây lâu, lập tức rời đi. Về phần đống tàn cuộc ở đây, cứ để đó đi, tự nhiên sẽ có người đến thu dọn. Chấm. Bành. Một bàn tay nhợt nhạt nhưng lại hữu lực đánh xuyên qua bia đá nặng nề bên cạnh, mặc cho đá vụn văng tung tóe. Người đứng gần cảm giác màng nhĩ của mình như muốn nát bấy, trong lòng bị dọa đến lo sợ bất an. Là ai?
chỉ thấy một lão giả như hùng sư tức giận không thôi giống to lên. Cách đó không xa, một người đang nằm trên mặt đất, xem ra đã chết từ lâu. Bên cạnh còn có một số đệ tử phái Tuyết Sơn chật vật đứng đó, chính là những đệ tử Võ Tông Đường nhận được tín hiệu đi cứu viện Tiết Hạo Trì. Rốt cuộc là ai đã giết cháu trai của ta? Lão giả hùng sư tiện tay tóm lấy đệ tử phái Tuyết Sơn gần ông ta nhất, nghiêm túc quát hỏi. Toàn thân đệ tử kia phát run, vội vàng trả lời, hồi đại trưởng lão, ta, không biết. Bốp! Lão giả hùng sư tiện tay ném người này giống như ném rác ra ngoài, sau đó bắt lấy một đệ tử khác. Ngươi nói đi. Đệ tử này hiển nhiên cũng bị dọa sợ, nhưng tốt xấu gì cũng nói được một câu có ích, khi chúng ta đuổi đến miếu Tuyết Tiên, chúng ta nhìn thấy một đôi nam nữ xa lạ, hẳn là do bọn họ làm. Lão giả hùng sư tiếp tục hỏi, bọn họ là ai? Đệ tử kia hồi đáp, cái này ta cũng không rõ nữa. Bọn họ không có nói tên. Phế vật, lão giả hùng sư đánh cho đệ tử kia một chưởng, đánh hắn ta hôn mê bất tỉnh. Những đệ tử phái Tuyết Sơn khác thiếu chút nữa bị dọa đến choáng váng. Tiết Vạn Tinh không chỉ là đại trưởng lão, ông ta còn là cao thủ gần với trưởng môn nhất trong phái, hoàn toàn nắm giữ sinh tử của bọn họ trong tay. Đại Thiên Thu, ngươi nói xem, đôi nam nữ kia là ai? Lão giả hùng sư đạp mạnh, vọt đến trước người nam nhân mặc cẩm bào, bộ râu quai nón dán sát mặt hắn ta, ngươi nói không được, ta một chưởng đánh chết ngươi. Nam nhân mặc cẩm bào cũng có chút chật vật, quần áo trên người dơ giấy bẩn thỉu thì không nói, bản thân còn bị trọng thương, hiện tại đang cố gắng chống đỡ nghe đại trưởng lão cha hỏi. Cái này, đệ tử cũng không biết, Đại Thiên Thu do dự một chút, mắt thấy ánh mắt đại trưởng lão không đúng, lập tức bổ sung một câu, tuy nhiên, võ công của đôi nam nữ kia rất cao, hiển nhiên không phải người bình thường. Bọn họ xuất hiện ở miếu Tuyết Tiên, nhất định là đã sớm có mưu đồ. Đệ tử hoài nghi. Ngươi hoài nghi chuyện gì? Lúc này, lòng bàn tay lão giả hùng sư đã tụ lực, dự định một chưởng đánh chết người trước mắt. Bây giờ, ông ta thả bớt lực đạo ra, tiếp tục hỏi, ngươi tốt nhất nên nói ra, nếu không, ngươi biết hậu quả là gì rồi. Đại Thiên Thu không chút do dự nói, ta hoài nghi đôi nam nữ kia rất có thể là người của Bạch gia. Sao, ngươi nói là Bạch Vạn Bang? Lão giả hùng sư lập tức cảnh giác. Gương mặt lộ vẻ nghi hoặc, lão tiểu tử kia có gan lớn trêu chọc ta như thế sao? Đại Thiên Thu nhỏ giọng hồi báo, đệ tử nghe nói Bạch Vạn Bang đích thân triệu tập các sư thúc sư bá bị trục xuất khỏi sư môn năm đó, hẳn là có mưu đồ. Nếu là như vậy, thuận tiện mời chào một số cao thủ cũng là chuyện bình thường. Cũng có khả năng, trong mắt lão giả hùng sư đảo vòng vòng, quả nhiên đã bắt đầu có suy nghĩ, đúng, đúng, mấy ngày nữa là tròn 40 năm. Lão tiểu tử đó từ trước đến nay luôn là người lòng dạ hẹp hòi. Ông ta nhịn nhiều năm như thế, ta còn tưởng rằng ông ta đã biến thành lão ô quy rồi. Hiện tại xem ra, chó quả nhiên không thay đổi được thói quen ăn cứt. Nói xong, ông ta bỗng nhiên tức giận, tuy nhiên, tại sao ông ta lại muốn giết cháu trai của ta? Có chuyện gì thì cứ trực tiếp tìm đến ta là được. Khả năng ông ta sợ đại trưởng lão. Cho nên ông ta chỉ ra tay với cháu trai của ngài mà thôi. Đại Thiên Thu đáp đại. Lão giả hùng sư khó kềm được sự tức giận, hừ lạnh, bây giờ lão phu xuống núi giết hết cả nhà lão tử đó. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên có một đệ tử áo đỏ xông đến, nói với lão giả hùng sư, Tiết trưởng lão, trưởng môn mời ngài qua đó một chuyến, nói có chuyện quan trọng cần thương lượng. Sao, lão giả hùng sư sửng sốt, đành phải cố nén ác khí trong lòng. Trước đi cùng với đệ tử áo đỏ. Chỉ là đi chưa được hai bước, ông ta đã quay đầu lại nói với Đại Thiên Thu, các ngươi bảo vệ cháu trai ta bất lợi, lão phu vốn nên một chưởng vỗ chết các ngươi, nhưng bây giờ lão phu cho các ngươi một cơ hội lấy công chuộc tội. Bây giờ các ngươi lập tức xuống núi bắt người giết cháu trai ta lên đây, ta muốn đích thân làm thịt bọn họ, đồng thời giết chết cả nhà Bạch lão cẩu. Đại trưởng lão, Đại Thiên Thu cảm thấy vô cùng khó xử. Hơi xấu hổ nói, chúng ta chỉ sợ không phải là đối thủ của hai người kia. Đúng là phế vật, sắc mặt lão giả hùng sư lạnh lại, ánh mắt chỉ toàn là sự khinh bỉ, lập tức ném một tấm lệnh bài ra, cầm đi, đến nội đường điều một số khách khanh cung phụng tu vi cao thâm. Không thể để bọn họ ăn không ngồi rồi mãi, cũng phải làm một số chuyện gì đó. Đa tạ đại trưởng lão, Đại Thiên Thu tiếp nhận lệnh bài, trong lòng cuồng hỉ không thôi.
phái Tuyết Sơn là tông môn truyền thừa lâu đời, ngoại trừ nuôi dưỡng nhân tài bên ngoài, đồng thời cũng bao che không ít cao thủ thanh danh bại hoại trên giang hồ nhưng tu vi cực cao. Bình thường, nếu đã nhận sự giúp đỡ của phái Tuyết Sơn, trong thời khắc mấu chốt phải vì phái Tuyết Sơn mà liều mạng. Trong tình huống bình thường, chỉ có trưởng môn và đại trưởng lão mới có thể ra lệnh cho bọn họ, nghĩ không ra hắn ta cũng có vinh dự này. Nếu việc này mà ngươi còn không làm được, ngươi tự mình đi chết đi. Lão giả Hùng Sư hừ lạnh một tiếng, sau đó xoay người rời đi. Đại Thiên Thu quỳ xuống đất, cất cao giọng nói, đại trưởng lão yên tâm, đệ tử nhất định sẽ mang hai người kia, còn cả đầu người Bạch ra đến trước mặt của ngài. Đưa mắt nhìn lão giả Hùng Sư đi xa, Đại Thiên Thu lập tức ra lệnh cho những đệ tử mặc áo bào trắng khác đi, chúng ta đến dược đường nhận thuốc trị thương và đan dược trước, sau đó điều một số cung phụng đi bắt đôi cẩu nam nữ kia. Vâng, những người kia nhanh chóng lên tiếng đồng ý. Bọn họ cũng bị Hạ Thiên và Ninh Nhụy Nhụy làm hại không ít, trong lòng đã sớm tràn ngập cừu hận. Đại Thiên Thu thừa nhận đôi nam nữ kia rất lợi hại nhưng cũng không cho rằng hắn ta không có cơ hội chiến thắng, chẳng qua lúc đó bọn họ quá chủ quan, rơi vào bẫy đối phương đã sớm bố trí, cho nên mới bị nhục nhã đến như vậy. Bây giờ thì khác, có lệnh bài của đại trưởng lão, hắn ta có thể triệu tập những người có tu vi cao thâm xuống núi giúp đỡ. Mặc kệ đối phương có âm mưu quỷ kế gì cũng khó mà thoát khỏi vận mệnh bị ngược. Trước mặt thực lực tuyệt đối, bất kể quỷ kế gì cũng đều vô dụng. Nếu không phải đại trưởng lão yêu cầu bắt sống, bây giờ hắn ta đã dẫn người xuống núi Thiên Đao Vạn Quả đôi nam nữ kia rồi. Đời này hắn ta chưa bị ai làm nhục đến như thế. Hắn ta thậm chí cảm thấy chi bằng đôi nam nữ kia giết hắn ta thì hơn. Đương nhiên. Hắn ta cũng sẽ không cảm tạ đối phương đã hạ thủ lưu tình. Nếu ngươi không trảm thảo trừ căn, vậy cũng đừng trách ta phản sát. Lúc này, Hạ Thiên và Ninh Nhụy Nhụy đã về lại Bạch gia. Bạch Thiên An đã bố trí một bữa cơm phong phú cho bọn họ, thuận tiện báo cho bọn họ biết Bạch Vạn Bang và Ninh Vọng Hải đã rời khỏi nhà đi gặp bạn cũ, ngày mai mới trở về, bảo bọn họ không cần lo lắng. Về phần đi đâu, Bạch Vạn Bang và Ninh Vọng Hải không có nói. Không biết Gia Gia đang làm cái gì nữa. Ngay cả đi ra ngoài cũng không thèm nói với ta một tiếng. Ninh Nhụy Nhụy không khỏi có chút kỳ quái, hoàn toàn không tiếp nhận được sự thay đổi của Gia Gia nàng. Trước kia, Ninh Vọng Hải ở trước mặt nàng chính là một lão nhân tính tình trầm ổn, ôn hòa, lúc nào cũng bảo vệ nàng. Bây giờ ông lại giống như một người trẻ tuổi, tính tình nóng vội, làm việc cũng biến thành hùng hùng hổ hổ, ngược lại có mấy phần giống với Hạ Thiên. Đều tại ngươi hết, Ninh Nhụy Nhụy nhỏ giọng nói một câu. Tiểu muội chân dài, nàng mắng ta làm gì? Hạ Thiên khó chịu nói, việc này có liên quan gì đến ta đâu, nàng đừng đổ hết lên đầu ta chứ. Ninh Nhụy Nhụy chừng Hạ Thiên, nếu không phải ngươi kéo ta đến miếu Tuyết Tiên, ta đã biết ra ra đi đâu rồi. Hạ Thiên nói, này, tiểu muội chân dài, nàng nói lý một chút có được không? Ngươi có bao giờ nhìn thấy nữ nhân nói lý hay chưa? Ninh Nhụy Nhụy hỏi ngược lại. Đương nhiên đã gặp qua rồi. Hạ Thiên nghiêm túc cải chính, thần tiên tỷ tỷ, còn có vợ băng băng, vợ tóc vàng, bọn họ đều biết nói lý. Ninh Nhụy Nhụy biết Hạ Thiên nói ai nhưng vẫn duy trì hoài nghi của mình, người khẳng định bọn họ luôn nói lý. Đương nhiên, bọn họ lúc nào cũng biết nói lý cả. Hạ Thiên trịnh trọng gật đầu, mặc kệ ta nói cái gì, bọn họ đều cảm thấy đó là chân lý, sau đó ủng hộ ta vô điều kiện. Ninh Nhụy Nhụy, điểm này, tiểu muội chân dài nàng nên học hỏi bọn họ một ít đi. Hạ Thiên mỉm cười nói, sau đó lại lắc đầu, nhưng nàng học không được đâu, cho nên, nàng muốn làm sao thì làm. Ninh Nhụy Nhụy ngoài ý muốn nhìn Hạ Thiên, nàng đương nhiên biết Hạ Thiên lúc nào cũng bao dung với nàng, ngoại trừ ngẫu nhiên mượn cơ hội chiếm tiện nghi của nàng, thời gian còn lại hắn luôn dung túng tính tình của nàng. Từ nhỏ đến lớn, có thể làm được điều này. Ngoại trừ gia gia của nàng cũng chỉ có Hạ Thiên. Nói thật, nàng rất cảm động. Hạ Thiên cười nói, tiểu muội chân dài, có phải nàng rất cảm động hay không? Chỉ bằng cơm nước xong xuôi, chúng ta trở về phòng. Cút! Ninh Nhụy Nhụy nhanh chóng không còn lại bất cứ sự xúc động nào, chỉ muốn một cước đá vào mặt tên sắc lang này. Hạ Thiên thuận miệng hỏi, cơm nước xong xuôi, chúng ta nên làm gì đây? Thời gian tốt như vậy. Cũng không thể cái gì cũng không làm.
vậy thì cái gì cũng không làm. Ninh Nhụy Nhụy đáp, ngươi đừng hòng làm cái gì hết. Ta không muốn làm cái gì hết. Hạ Thiên làm ra vẻ nghi ngờ, tiểu muội chân dài, rốt cuộc nàng đang nói gì thế? Nàng cho rằng ta muốn làm gì? Ninh Nhụy Nhụy lạnh lùng nói, ngươi đừng tưởng rằng ta không biết ngươi muốn làm cái gì nhé. Ta cho ngươi biết, ta sẽ không để cho ngươi làm như vậy đâu. Ngươi cũng đừng nghĩ làm được cái gì. Tiểu muội chân dài, nàng khẳng định nàng biết ta muốn làm cái gì. Hạ Thiên hỏi, thật ra ta chẳng muốn làm gì. Chỉ là nàng hiểu lầm ta muốn làm mà thôi. Điều này không tốt đâu. Ta là một người rất chính trực, thuần khiết. Mắt Ninh Nhụy Nhụy trợn lên, nếu ngươi thật sự thuần khiết, ngươi sẽ không nói những lời như vậy, lại còn giả ngu. Tâm địa gian dảo của ngươi, người nào mà không biết. Cửu tỷ tỷ, còn có Y Y tỷ đã sớm nhắc nhở ta, tuyệt đối không để cho ngươi tùy tiện đạt được. Tiểu muội chân dài, ta hiểu rồi. Hạ Thiên trong nháy mắt hiểu ra, không thể để cho ta tùy tiện đạt được, đó chính là ta có thể đạt được, chỉ là độ khó hơi cao. Ninh Nhụy Nhụy tức đến mức muốn cầm đôi đũa trong tay đâm chết tên sắc lang đối diện. Lúc này, cửa phòng ăn bị người ta thô bạo đẩy ra, chỉ thấy mấy người khí thế hung hăng xông vào. Bạch Thiên An đang định cản lại, lập tức bị người ta chế trụ, không thể động đậy, cũng không thể nói được. Một người trong đó bệ vệ đến trước bàn ăn, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Thiên và Ninh Nhụy Nhụy. Đôi cẩu nam nữ này đúng là hăng hái, vẫn còn ăn cơm được, lại còn liếc mắt đưa tình. Đúng là không biết xấu hổ, sắp chết đến nơi rồi lại còn không biết mùi vị. Hai người các ngươi tuyệt đối không ngờ rằng ta vẫn chưa chết, đúng không? Người đến chính là Bạch Thiên Hào. Ánh mắt ông ta nhìn chằm chằm Hạ Thiên, sau đó liếc nhìn Ninh Nhụy Nhụy. Phát hiện nàng không phải Dương San, cơn giận trong lòng ông ta càng sâu hơn, mẹ nó, lại đổi sang một mỹ nữ tuyệt sắc khác. Thằng ngu ngươi đã không chết, vậy thì nên tìm nơi hẻo lánh mà tránh nạn, âm thầm cảm thấy may mắn. Hạ Thiên lười biếng nói, tại sao ngươi cứ nhất định phải chạy đi tìm cái chết? Đúng là đầu óc không được bình thường. Bạch Thiên Hào nghe xong, không khỏi biến sắc, tức giận mắng, tiểu tử, ngươi tự cho mình là vô địch thiên hạ, đúng không? Đây là sự thật, không phải tự cho. Hạ Thiên vẫn bình tĩnh dùng cơm. Con mẹ ngươi, Bạch Thiên Hào nhìn thấy biểu hiện bình tĩnh như nước của Hạ Thiên, tức đến muốn nổ phổi, đưa tay quét sạch thức ăn trước mắt Hạ Thiên. Đáng tiếc lại quét không trúng. Ninh Nhụy Nhụy lạnh lùng nói, ngươi không cảm thấy quấy rầy người khác ăn cơm là một hành vi rất không lễ phép sao? Đây là nhà của ta. Bạch Thiên Hào ngang tàng mắng Ninh Nhụy Nhụy, ta không có mời các ngươi đến, bây giờ ta cũng có thể đuổi các ngươi ra ngoài. Chỉ sợ ngươi không có tư cách này. Ninh Nhụy Nhụy thản nhiên nói, Bạch gia dường như không phải ngươi làm chủ. Nhưng bây giờ thì phải. Bạch Thiên Hào cười lạnh. Lão đầu tử kia đã già nên sớm hồ đồ rồi, lại nghiêng về phía người ngoài các ngươi, không xứng làm gia chủ. Lúc trước ông ta không chết là do ông ta mạng lớn. Bây giờ ông ta không thể không chết. Ninh Nhụy Nhụy nghĩ đến một việc, người phái người theo dõi cha ngươi, còn có gia gia của ta. Hắc hắc, đại mỹ nữ, ngươi quá bảo thủ rồi. Bạch Thiên Hào cười gằn, không phải theo dõi mà là giải quyết. Ban đầu ta chỉ muốn để lão gia tử ta quy thiên, gia gia ngươi lại đi theo bên cạnh, vậy chỉ có thể xem như ông ta không may mắn. Ninh Nhụy Nhụy nghiến chặt răng, tức giận trừng mắt với Bạch Thiên Hào, dám đụng đến một sợi lông của gia gia ta, ngươi đừng trách ta chém ngươi thành muôn mảnh. Mỹ nữ đúng là mỹ nữ, ngay cả tức giận cũng có thể đẹp mắt đến như vậy. Bạch Thiên Hào nhìn chằm chằm mặt Ninh Nhụy Nhụy, càng nhìn càng thích, bổn thiếu gia quyết định từ bỏ Dương San. Chuyển sang theo đuổi ngươi. Đại mỹ nữ, chỉ cần ngươi đồng ý bỏ tên nhà quê kia đi với ta, nói không chừng ta có thể cân nhắc thả cho ngươi một con đường sống. Hạ Thiên lười biếng nói, ngươi đã chọn một con đường chết. Bạch Thiên Hào giận dữ, tiện tay rút súng chỉ vào Hạ Thiên, quát lớn, nơi này không có chỗ cho ngươi lên tiếng. Nếu con mẹ nó ngươi còn xen vào, ngươi có tin bây giờ ta một phát bắn nổ đầu ngươi không? Quả nhiên ngu ngốc thì không bao giờ tiếp nhận bất cứ bài học nào. Sai lầm trước đó đã phạm qua, bây giờ lại còn phạm nữa. Hạ Thiên lắc đầu, thứ nhất, súng vô dụng đối với ta. Thứ hai, người cầm súng chỉ vào ta chỉ có một kết cục, người nên đi mua cho mình một cái quan tài tốt tốt một chút. Tiểu tử, ta thích loại người khoác lác đến tận trời như ngươi. Bạch Thiên Hào nghe xong,
không khỏi cười ha hả, đúng, trước đó ta đã thua một lần trong tay ngươi. Sáng hôm nay, khi ta vừa tỉnh lại, ta còn nghe nói đám người đại ca cũng chết trong tay ngươi. Tuy nhiên, lần này thì khác, ta đã mời sát thủ đến, tuyệt đối có thể trị ngươi đến xít sao. Hạ Thiên vẫn vô cùng bình tĩnh, có đúng như vậy không? Vậy ngươi bảo tên sát thủ đó ra tay đi, để cho ta mở mang tầm mắt. Đây chính là yêu cầu của ngươi. Nếu ngươi có đến chỗ của Diêm Vương, ngươi cũng đừng cáo trạng ta. Bạch Thiên Hào không tin tiểu tử kia tuyệt không sợ chết, nhưng nhìn biểu hiện của Hạ Thiên, đúng là hắn không hề sợ hãi. Điều này càng làm cho ông ta thêm nổi nóng. Hạ Thiên cũng không trả lời, chỉ hờ hững ngáp một cái, ý khinh thường lộ rõ trên nét mặt. Bạch Thiên Hào giận điên lên, nghiến răng quát, lão lôi, ngươi có nghe hay không? Tiểu tử kia muốn mở mang tầm mắt, ngươi hãy thể hiện sức mạnh của mình đi, để bổn thiếu gia không bị mất mặt. Đến rồi. Một lão đầu hói cao chưa đến 1m4 chậm rãi bước lên, rút hai cái bình từ trong ngực ra, ném lên mặt bàn, tuét miệng nói, Hào thiếu gia, chỉ bằng hai bình thuốc này của lão lôi ta, cũng đủ cho hắn cảm nhận một chút xuống địa ngục là tình huống như thế nào. Thuốc gì của ngươi cũng đều vô dụng đối với ta. Hạ Thiên nói, ta là đệ nhất thần y trong thiên hạ, không ai hiểu về độc dược bằng ta. Bạch Thiên Hào cười nhạo, ha ha, không ai hiểu độc dược hơn so với ngươi. Ngươi cho rằng ngươi là Đổng Vương đệ nhất thiên hạ sao? Tiểu tử, ngươi vừa mở miệng đã thấy ngươi sợ rồi. Lão lôi đầu chọc cười hắc hắc, lão lôi ta cũng không nói đây là độc dược. Ngươi đừng nói là thần y, cho dù ngươi chính là thần tiên cũng không chống cự nổi hai cái bình nhỏ này. Ngớ ngẩn, Hạ Thiên cũng chẳng cảm thấy hứng thú. Ninh Nhụy Nhụy không kiên nhẫn được nữa. Nàng nói với Hạ Thiên, chàng có nói gì với ông ta cũng vô dụng thôi. Cứ xử lý thẳng tay là được. Tiểu muội chân dài, nàng nói đúng. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, đúng là không cần thiết phải nói mấy lời vô dụng với bọn họ làm gì. Bạch Thiên Hào lạnh lùng nói, bây giờ các ngươi chết chắc rồi. Lão lôi, mở bình ra đi, ta muốn tận mắt nhìn xem bọn họ sống không bằng chết, sau đó quỳ dưới đất cầu ta giết bọn họ. Nói xong, ông ta bỗng nhiên lui hai bước, từ trong ngực lấy ra một viên dược hoàn ném vào trong miệng. Sau đó thối lui đến cửa gian phòng ngoài. Người sau lưng ông ta cũng làm động tác y hệt. Dễ thôi, lão lôi cười âm hiểm, tuét cái miệng rộng nói với Hạ Thiên, tiểu tử, thật ra ngươi có phúc lắm đấy. Cái chai bảo bối này ta đã nghiên cứu hơn nửa đời người. Ban đầu, lực sát thương của nó cũng đủ khiến cho ta hài lòng, nhưng Hào thiếu gia cho phép ta chọn lấy đồ tốt hơn trong hồ thấm nguyệt. Hiện tại uy lực, hắc hắc. Các ngươi cứ từ từ nhấm nháp thì sẽ biết. Cạch. Hai tay lão lôi đè một cái bình, ngón tay nhẹ nhàng gẩy đỉnh bình mở cái nắp ra, giấu trong lòng bàn tay. Sau đó, ông ta lách mình rời đi, đi theo đám người Bạch Thiên Hào thối lui khỏi gian phòng. Hai cái bình màu xanh chậm rãi toát ra từng sợi khói trắng, như kén kéo tơ, hơn nữa tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã tràn ngập ra. Cái thứ gì thế? Ninh Nhụy Nhụy nhìn từng sợi khói trắng, tại sao nó lại giống với nguyên liệu chế tạo Lưu Vân Thiết Nhận nhỉ? Chẳng lẽ Hồ Thấm Nguyệt có liên quan đến bí cảnh Quy Khư? Hạ Thiên nhìn thoáng qua, có thể cùng một thứ, nhưng hai nơi này hẳn không liên quan đến nhau. Tại sao ngươi biết? Ninh Nhụy Nhụy hỏi. Nhìn ra được chứ sao? Hạ Thiên nói, tiểu muội chân dài, bây giờ nhãn lực của nàng cũng không tệ lắm, chẳng lẽ nàng nhìn không ra? Ninh Nhụy Nhụy nhìn chằm chằm làn khói trắng, chờ đến khi khói trắng bao phủ Hạ Thiên và nàng, nàng mới nhìn ra được chút manh mối, đúng là không giống. Khói trắng này quá nhẹ quá nhu, hình thái lại có chút cổ quái, hẳn đã bị ngoại lực cải tạo qua. Không kém bao nhiêu, Hạ Thiên gật đầu. Ninh Nhụy Nhụy hỏi, này, chúng ta cứ như vậy mà ở đây chờ chết sao? Hạ Thiên có chút khó chịu nói, tiểu muội chân dài, nàng hoặc gọi ta là ông xã. Hoặc gọi ta là Hạ Thiên, đừng gọi ta là này. Ta còn có thể gọi ngươi là Đại Sắc Lang. Ninh Nhụy Nhụy tức giận nhìn Hạ Thiên, loại khói này nhất định cổ quái. Nếu chúng ta không rời đi, chúng ta sẽ chết trong làn khói này không? Không cần đâu, Hạ Thiên lắc đầu, đám khói này không có tác dụng gì đâu. Lời còn chưa dứt, chỉ nghe bồng một tiếng, khói trắng bỗng nhiên nổ tung. Từng sợi ngưng tụ thành đao kiếm trường nhận. Nhanh chóng tràn ngập cả phòng. Tất cả mọi thứ trong phòng bị cắt chém thành mảnh vỡ,
bao gồm bàn, bát đũa, thậm chí nóc nhà, cửa sổ cũng đều bị chém thành không còn hình dáng. Về phần Hạ Thiên và Ninh Nhụy Nhụy, hoàn toàn không nhìn thấy rõ trạng thái, đã bị khói màu trắng cuốn lấy. Ha ha, quả nhiên là đồ tốt. Bạch Thiên Hào đợi ngoài cửa một hồi, cảm nhận sự việc đã xong, lúc này mới xông đến cửa. Hạ Thiên ơi Hạ Thiên, đây là kết cục mà ngươi nên có, cũng là kết cục đắc tội bổn thiếu gia. Các ngươi ăn cái thứ vân lôi này dễ chịu chứ? Hạ Thiên và Ninh Tiểu Thư không có khả năng cứ như vậy mà chết. Bạch Thiên An thừa cơ tránh thoát khỏi người chế trụ hắn ta, Hào ca, ngươi làm như vậy là hại chết Bạch gia đấy. Bốp! Bạch Thiên Hào quay người cho Bạch Thiên An một bạt tai, cái thứ ăn cái táo rào cây sung ngươi dám ăn nói với ta như vậy. Nếu không phải niệm tình ngươi là em trai của ta, ngươi cho rằng ngươi có thể sống sót sao? Đại ca, còn có đám người lục đệ đã bị tiểu tử này hại chết, ngươi lại còn giúp đỡ hắn nói chuyện. Ngươi có là người của Bạch gia hay không? Bạch Thiên An chịu một bạt tai, nhưng vẫn không ngừng thuyết phục, Hào ca, ngươi đi lạc đường rồi. Đám người đại ca muốn hại chết cha, là Hạ Thiên cứu cha, sau đó. Bốp! Hắn ta còn chưa nói hết đã phải chịu thêm một bạt tai. Mẹ nó, người bị trúng độc của Hạ Thiên rồi. Bạch Thiên Hào giận không kềm được, nói với người bên cạnh, bắt hắn ta ngậm miệng lại, nếu không, ta sẽ khiến cho các ngươi nhắm mắt. Rõ, những người kia vội vàng đồng ý, sau đó chế trụ Bạch Thiên An, chặn miệng hắn ta lại. Bạch Thiên Hào nhìn khói tràn ngập căn phòng dần dần tiêu tán, nụ cười càng thêm sán lạn hơn, mau tản đi. Ta đã đợi không kịp nữa rồi muốn nhìn thấy thi thể của hai người kia, không biết là tư thế gì, ánh mắt gì, hình dạng gì. Hào thiếu gia, người suy nghĩ nhiều rồi. Lão lôi mỉm cười, vân lôi của ta nổ một cái, chỉ sợ bọn họ đã tan xương nát thịt. Đến khi khói tan hết, người nhìn thấy chỉ là thịt nát đầy đất. Vậy ta cũng muốn nhìn kỹ một chút. Mối hận trong lòng Bạch Thiên Hào vẫn không tiêu tán, nhặt xương cốt cặn bã của hắn ra. Ta muốn dẫm thêm vài cước. Ha ha, dễ thôi. Lão lôi mỉm cười, ném cái nắp bình trong lòng bàn tay ra ngoài, đúng lúc rơi xuống bên trên cái bình màu xanh. Chỉ thấy mây trong phòng lập tức ngưng tụ lại thành một luồng khói trở về lại trong bình. Tuy nhiên, sau khi mây khói tan hết, ngoại trừ một đống đất bừa bộn, cũng không phát hiện được bóng dáng của Hạ Thiên và Ninh Nhụy Nhụy. Người đâu? Bạch Thiên Hào ngẩn ra, thi thể đâu? Thịt nhão và xương cặn của Hạ Thiên đâu? Cái này, lão lôi cũng trợn mắt, hoàn toàn không nghĩ ra, không thể nào. Không ai có thể thoát khỏi vân lôi. Hào thiếu gia, khi làm thí nghiệm, chính ngươi cũng tận mắt nhìn thấy mà. Bạch Thiên Hào chộp lấy ngực lão lôi, con mẹ nó, ngươi dám đùa ta. Ta làm sao dám, lão lôi bị dọa đến rùng mình, ngươi là người mà hội trưởng chúng ta nhìn chúng. Đùa ngươi. Lão lôi ta cũng không phải thọ tinh chán sống chỉ muốn chết. Thế thì người đâu, Bạch Thiên Hào quát lên chói tai. Có phải đã chạy trốn rồi không? Lão lôi cẩn thận hỏi. Chạy con mẹ ngươi đấy. Bạch Thiên Hào chửi ầm lên, gian phòng này trong ngoài đều có người của ta, bọn họ làm sao trốn? Nếu bọn họ có trong phòng, bọn họ tuyệt không có khả năng còn sống. Lão lôi vô cùng kiên định, chém đinh chặt sắt nói. Vân lôi là kết tinh tâm huyết cả đời của ta, hiện tại còn được tăng thêm linh thủy trong hồ thấm nguyệt, không có khả năng thất thủ được. Tình huống hiện tại quả thật có chút quỷ dị. Lão lôi nhìn bốn phía căn phòng, mỗi một chỗ nơi này đều bị khói trắng chém nát. Cho dù hai người bọn họ có chạy trốn cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Cho nên, chỉ có một lời giải thích. Giải thích như thế nào? Bạch Thiên Hào nghe lão lôi nói một cách trịnh trọng như vậy, không khỏi tin mấy phần. Lão lôi tiến lên hai bước, đến chỗ ngồi của Hạ Thiên ban đầu, hạ thấp cơ thể, bốc lên một nhúm cặn bã màu xám, sau khi trải qua cải tiến, uy lực của vân lôi đã mạnh hơn. Hạ Thiên và nữ nhân kia đã bị chém thành phấn vụn. Phân gà, nào có phân gà, Bạch Thiên Hào mờ mịt hỏi. Lão lôi im lặng, tại sao lại có người có thể mù chữ đến như thế, là bột mịn, cũng chính là ý bọn họ đã bị chém thành bột mịn, ngay cả cặn bã cũng không còn thừa. Mẹ nó, cặn bã thì cặn bã, còn cái gì là phấn gà, phân gà. Bạch Thiên Hào mắng lão lôi một câu, nhưng trong lòng xác thực rất cao hứng. Ông ta vỗ vai lão lôi một cái, sau đó nói với đám tiểu đệ, để đề phòng vạn nhất, bây giờ các ngươi hãy phóng hỏa đốt sạch căn nhà này cho ta. Đốt nhà.
Bạch Thiên An mở to mắt, đây chính là lão Trạch Bạch ra đấy. Tại sao ông ta lại dám? Nếu Bạch Vạn Bang trở về, thấy căn nhà đã bị đốt thành phế tích, ông sẽ tức giận đến cỡ nào? Bạch Thiên Hào điên rồi. Nên biết rằng, trong toàn bộ Tuyết Thành, Bạch Vạn Bang có uy vọng cực cao. Bạch Thiên Hào dám làm như thế, trừ phi là, ông ta tìm được chỗ dựa cường đại hơn, hoặc ông ta và đại ca đều muốn giết cha. Mặc kệ là nguyên nhân nào, Bạch Thiên An đều hoảng hốt không thôi. Bạch Thiên Hào nhất định điên rồi, ngay cả lão Trạch Bạch gia cũng đốt. Ông ta nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn ta. Hừ, em trai, hình như ngươi đã hiểu ra được điều gì. Bạch Thiên Hào quay lại nhìn biểu hiện của Bạch Thiên An, không thể nhịn được cười, tuy nhiên, ngươi có hiểu hay không cũng không quan trọng. Lão Lôi nói với Bạch Thiên Hào, Hào thiếu gia, nhà này đáng giá không ít tiền, trong nhà còn nhiều thứ đáng giá như vậy, đốt đi thì đáng tiếc lắm, chỉ bằng chúng ta bán. Đánh giám, Bạch Thiên Hào khinh thường mắng, lão gia tử khôn khéo đến cỡ nào. Những thứ đáng tiền đều không đặt ở đây, hơn phân nửa còn lưu lại di chúc giấu một góc nào đó trong căn nhà này. Cho nên, đã muốn đốt thì đốt cho sạch sẽ. Hào thiếu gia, người quả nhiên là kiêu hùng. Lão Lôi lập tức vuốt mông ngựa, Bạch Vạn Bang đúng là già rồi, chẳng những quyết đoán không đủ, làm việc cũng sợ đầu sợ đuôi, hơn nữa còn bắt đầu sợ chết. Gương mặt Bạch Thiên Hào chỉ toàn là sự lạnh lùng, người già rồi sẽ hồ đồ. Người anh minh đều là như thế. Hào thiếu gia ngươi thật sự lợi hại. Lão Lôi có chút cảm khái, thế nhân đều nói Tam thiếu gia Bạch Giao chỉ là một tên hoàn khố, bại gia chi tử, khó thành đại khí. Bây giờ xem ra, ngươi mới là người cầm quyền Bạch gia hợp cách. Gương mặt Bạch Thiên Hào hiện lên sự khoe khoang, ta và lão gia tử vốn không phải người cùng một đường. Mặc dù tất cả mọi người ở Tuyết Thành đều mắng ta không nên thân, mắng ta là bại gia tử, nhưng trên thế giới nào có hoàn khố hơn 30 năm chứ? Chỉ cần lão gia tử vẫn còn, bất cứ kẻ nào của Bạch gia cũng đừng hòng ra mặt. Cho nên, tội gì mà ta lại đi tranh đoạt, chỉ bằng thống khoái ăn chơi cho rồi. Không sai, lão Lôi gật đầu, chỉ cần Bạch Vạn Bang vẫn còn, Tuyết Thành sẽ do ông ta định đoạt. Nhưng đó là trước kia. Từ lúc ông ta thỉnh thoảng bế sinh tử quan, lực khống chế của ông ta đã không đủ. Trời cho mà không lấy chính là tội lỗi. Bạch Vạn Bang đã quá già rồi, Hào thiếu gia, đây chính là thời cơ mà ngươi nên quật khởi. Khởi hay không khởi lần sau hãy nói. Ánh mắt Bạch Thiên Hào khó che giấu được sự kích động nhưng ngoài miệng vẫn nói, lão Lôi, ngươi cũng học xong cách vuốt mông ngựa. Mấy lời này ngươi ít nói lại. Ha ha, lão Lôi ta chỉ ăn ngay nói thật thôi. Lão Lôi cười khẽ, lại tiếp tục nịnh bợ, Hạ Thiên khó chơi như vậy, hội trưởng vẫn luôn đề phòng họa lớn trong lòng. Bây giờ lại bị Hào thiếu giải quyết, công lao này rất lớn. À, tất cả đều là công lao của lão Lôi ngươi. Nụ cười của Bạch Thiên Hào lại càng sán lạn hơn, không có Vân Lôi của ngươi, làm sao chúng ta có thể giết chết Hạ Thiên một cách thuận lợi như vậy. Tuy nhiên, nữ tiện nhân Dương San vẫn còn chưa chết, uất khí trong lòng ta vẫn khó tiêu như cũ. Lúc này, lão Lôi không khỏi nhắc nhở, không có Hạ Thiên, nữ nhân kia không đáng để lo, có thể giải quyết bất cứ lúc nào. Việc cấp bách bây giờ chính là phục mệnh hội trưởng, tránh làm hỏng kế hoạch của lão nhân gia ông. Điều này cũng đúng, Bạch Thiên Hào tạm thời đè lại sát ý của mình, để nữ nhân kia sống lâu thêm vài ngày, chúng ta đi phục mệnh trước. Nói là đi phục mệnh, ông ta lại móc điện thoại ra, kết quả nhìn thấy cổ tay có hai điểm lấm tấm màu trắng. Ông ta còn tưởng rằng là bông tuyết dính, vội lau đi nhưng lại lau không được. Tuy nhiên, ông ta cũng không để ý, trước bấm một dãy số gọi ra ngoài. A Hào, việc như thế nào rồi? Trong điện thoại vang lên giọng của một nữ nhân. Bạch Thiên Hào mỉm cười, đại tẩu, ta làm việc ngươi còn không yên tâm sao? Hạ Thiên kia đã chết đến không thể chết hơn, ta cũng đã cho người đốt luôn nhà, thả thêm mấy viên thần hỏa đạn. Cho dù hắn không chết, cũng có thể nổ chết bọn họ. Vậy là được, nữ nhân đối diện hận thù nói, tuy nhiên, người hại chết đại ca ngươi còn có lão đầu tử kia, ngươi cũng nên giết chết ông ta luôn. A Hào, ngươi có hạ thủ được hay không? Yên tâm đi, ta đã phái người đi giết. Mặt Bạch Thiên Hào không thay đổi nói, lão gia tử đã sớm không coi ta là con trai, vậy tại sao ta lại phải coi ông ta là cha ruột chứ? Rất tốt, nữ nhân đối diện thỏa mãn nói. Bây giờ đại ca ngươi chết rồi,
những người khác lại càng không đoạt được qua ngươi. Chỉ cần giải quyết luôn Lão Thất, Bạch gia sẽ là của ngươi. Đại tẩu ta chỉ là một nữ nhân, sau này xem như trông cậy hết vào ngươi. Bạch Thiên Hào ngầm hiểu, ra sức bảo đảm, đại tẩu, ngươi yên tâm đi. Chỉ cần Bạch Thiên Hào ta còn đây, tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi, thậm chí còn tốt với ngươi hơn cả đại ca. Vậy thì tốt, giọng nói của nữ nhân đối diện có chút vui mừng, vậy ngươi mau quay về, hội trưởng cũng đã đến, ta cũng đang chờ ngươi phục mệnh đây. Bạch Thiên Hào cúp máy, cũng không có sắp xếp gì đặc biệt, chỉ để lại mấy người phóng hỏa, sau đó mang theo thuộc hạ, còn có Bạch Thiên An rời đi. Khi nghe được Bạch Thiên Hào mưu đồ bí mật với đại tẩu, Bạch Thiên An không khỏi kịch chấn. Đáng tiếc, cơ thể của hắn ta đã bị khống chế, miệng bị chặn, hoàn toàn không thể làm gì. Một bên khác, tại một ngôi biệt thự trong thâm sơn tuyết cốc, trong đại sảnh đang có ba người thương lượng với nhau. Chính là đám người Bạch Thiên Tiếu nhìn thấy trước khi chết, tuy nhiên đã thiếu đi vợ của Bạch Thiên Hùng, cũng chính là nữ nhân mập kia. Hoa hội trưởng, ngươi không cảm thấy bà mập mã hiểu thần có thể giết chết Hạ Thiên chứ? Người lên tiếng chính là Tô Mộng Lệ, mặt của nàng vẫn mang mạng che, trong tiếng cười còn có ý mỉa mai. Hoa hội trưởng cầm ly rượu đỏ trong tay, nhẹ nhàng lắc thứ chất lỏng bên trong ly, thản nhiên nói, có thể giết được thì tốt nhất. Giết không được cũng chẳng tổn thất thứ gì. Nhưng lãng phí thời gian, một nam nhân che mặt khác cánh tay trái băng lại, chính là người đã bị Bạch Thiên Tiếu cắn qua. Phong lão đệ, ngươi không hiểu rồi. Hoa hội trưởng cười khẽ, thân phận Mã Hiểu Thần cũng không tầm thường, sau lưng nàng ta là một thế lực rất khổng lồ. Nếu không để nàng ta lộ ra, về sau làm sao mà tiếp xúc chứ? Nàng ta có thế lực gì chứ? Nam nhân che mặt khinh thường nói. Không phải chị của nàng ta được gả cho nhà giàu nhất Quế Thành thôi sao? Nhưng Chiêm gia cũng đã bị Hạ Thiên tiêu diệt. Tô Mộng Lệ mỉm cười, Phong Đình Sơn, tầm mắt của ngươi đúng là nhỏ. Ngươi không cho rằng Mã Hiểu Thần chỉ có bấy nhiêu thôi sao? Nguồn gốc của nàng ta còn có thể lớn hơn ta sao? Nam nhân che mặt hừ lạnh một tiếng, còn nữa, ta không phải Phong Đình Sơn, ngươi nhận nhầm người rồi. Tô Mộng Lệ có chút buồn cười, Tuyết Thành có ba đại gia tộc. Bạch gia lão đại, Hoa gia lão nhị, Phong gia lão tam. Hoa hội trưởng là ai, ta lười đoán. Em gái ngươi là Phong Đình Đình, vậy thân phận của ngươi còn không dễ đoán sao? Nam nhân che mặt tiếp tục ngụy biện, người tên Phong Đình Đình trên đời này rất nhiều. Ta là ca của nàng ta nhất định là Phong Đình Sơn của Phong gia Tuyết Thành sao? Tùy ngươi, ngươi thích giả bộ thì giả bộ, Tô Mộng Lệ lười nhiều lời. Nam nhân che mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Mộng Lệ, ta ngược lại có chút hiếu kỳ hôm nay ngươi đã đi đâu? Ngươi là gì của ta? Ta đi đâu cần phải báo cáo cho ngươi sao? Tô Mộng Lệ đáp lại một câu. Ta hoài nghi ngươi là gian tế của Hạ Thiên, là thám tử, là nội ứng. Nam nhân che mặt bỗng nhiên kích động hẳn lên, nếu không, vì sao hành động của chúng ta cứ thất bại mãi? Lần nào cũng bị Hạ Thiên quấy nhiễu. Tô Mộng Lệ bó tay, ngươi xem phim cảnh phỉ hơi nhiều rồi. Ta thấy ngươi chính là như vậy. Nam nhân che mặt nắm chặt nắm đấm vọt đến, bây giờ ta sẽ phế bỏ ngươi. Lão Phong, ngươi bình tĩnh lại đi. Hoa hội trưởng uống rượu xong, không nhanh không chậm nói, yên tĩnh một lát chờ tin tức là được. Có thể chờ được tin tức gì? Nam nhân che mặt cười nhạo, chẳng lẽ nàng ta còn có thể giết chết Hạ Thiên thật sao? Hoa hội trưởng thản nhiên nói. Vậy thì không nhất định. Hội trưởng, ngươi nghiêm túc chứ? Nam nhân che mặt vô cùng ngạc nhiên, mặc dù ta không chính diện giao thủ qua với Hạ Thiên, nhưng ta biết hắn có bao nhiêu lợi hại. Bạch Thiên Hùng thậm chí còn mời đến cao thủ phái Thiên Sơn, nhưng hình như cũng bị giết chết rồi. Thế thì không giống, Hoa hội trưởng thoải mái nói, Mã Hiểu Thần bởi vì cừu hận xông lên não, cho nên đã lấy lệnh bài và thần hỏa đạn từ chỗ của ta. Thần hỏa đạn đã chứng minh không có tác dụng với Hạ Thiên. Khóe miệng nam nhân che mặt giật giật, bằng không, Hạ Thiên và Bạch Vạn Bang đã sớm bị nổ chết trong xe cùng một chỗ rồi. Lông mày hoa hội trưởng nhướng lên, mắt nhìn chằm chằm ly rượu, nữ nhân Mã Hiểu Thần từ trước đến nay không nghe lời. Nàng ta gọi lão lôi đi, còn mang theo Vân Lôi vừa mới nghiên cứu ra. Vân Lôi, nam nhân che mặt sợ hãi cả kinh, không phải nó vẫn chưa ổn định sao? Một khi khống chế không được lực sát thương, nó rất dễ dàng. Cho nên,
hội trưởng mới ngầm đồng ý cho nàng ta tiến hành. Tô Mộng Lệ nhẹ giọng cười nói. Lần này, nam nhân che mặt mới hiểu rõ, thì ra Hoa hội trưởng để Mã Hiểu Thần đi thí nghiệm uy lực vân lôi. Như vậy sẽ có trò hay để nhìn, nhưng, Mã Hiểu Thần hẳn không về được. Lúc này, một bóng người đẩy cửa bước vào, cười nói, ai nói ta không về được. Ta chẳng những trở về mà còn giết được Hạ Thiên. Lại nữa, Tô Mộng Lệ chào phúng lắc đầu, cảm khái nói, luôn có người nói ta đã giết được Hạ Thiên, kết quả đều là tự biên tự diễn, sau đó bị Hạ Thiên phản sát. Ngươi không cần âm dương quái khí như vậy, ta nói chính là sự thật. Nữ nhân mập tiến vào, thản nhiên nói, Hạ Thiên cũng là người, mà người thì có thể sẽ bị giết chết. Tô Mộng Lệ cười nói, người lợi hại hơn ngươi còn chưa giết được hắn, chỉ bằng ngươi. Giết hắn không cần so lợi hại, nữ nhân mập cười khẽ chỉ cần thông minh hơn hắn là được. Ngươi muốn nói ngươi thông minh hơn hắn, Tô Mộng Lệ cười như không cười nhìn nữ nhân mập, ánh mắt hiện lên sự khinh bỉ. Nữ nhân mập đương nhiên nhìn ra được. Không khỏi hừ lạnh, bây giờ ta hơi tin vào phán đoán của Phong ca, nữ nhân ngươi thật sự có vấn đề. Ngươi không giống cùng một bọn với chúng ta, mà là cùng một bọn với Hạ Thiên. Ngươi đúng là tự mình đa tình, Tô Mộng Lệ cười khẽ, ta và các ngươi thật sự không cùng một bọn. Ta nhận được sự sai khiến của Thiên Cung mới đến hiệp trợ các ngươi, sau đó nhận về thù lao của ta. Về phần ta có cùng một bọn với Hạ Thiên hay không, ngươi đoán thử xem. Ta đoán cái đầu ngươi đấy. Nữ nhân mập lập tức nổi giận, chỉ vào mặt Tô Mộng Lệ, lạnh giọng cảnh cáo, ngươi tốt nhất đừng có bất kỳ manh động nào. Nếu ngươi làm hỏng chuyện của chúng ta, cho dù cung chủ Thiên Cung có muốn bảo vệ ngươi, ngươi cũng chết chắc rồi. Sắc mặt Tô Mộng Lệ lạnh lại, sát khí tràn ra ngoài, ngươi thì tính là cái gì mà cũng xứng nhắc đến cung chủ của chúng ta. Ngươi có tin bây giờ ta làm thịt ngươi hay không? Nữ nhân mập cũng không e ngại. Há miệng định nói tiếp cái gì đó, tiếc là đã bị người ta cắt ngang. Được rồi, đừng vì những chuyện vô vị này mà xào xáo với nhau. Hoa hội trưởng nghe một hồi, rốt cuộc không chịu nổi, lập tức lên tiếng ngăn lại hai người đang tiếp tục cãi nhau. Chút mặt mũi vẫn phải nể, hai người tự nuốt xuống những lời định nói của mình. Mã Hiểu Thần, người thật sự đã giết Hạ Thiên. Hoa hội trưởng dùng ánh mắt ra hiệu nữ nhân mập ngồi xuống. Sau đó hỏi, ngươi nói cụ thể chuyện gì đã xảy ra? Nếu Hạ Thiên chết rồi, kế hoạch của chúng ta thật sự tiện lợi hơn rất nhiều. Nhưng nếu hắn không chết, ngươi lại nói hắn chết, đến lúc đó chỉ sợ chuyện sẽ càng thêm xấu. Hắn ta nói rất rõ ràng, chính là hoài nghi Mã Hiểu Thần nói dối. Ta có cần nói dối hay không? Sắc mặt Mã Hiểu Thần lạnh lại, thậm chí còn tự mình lấy một ly rượu đế cao, rót cho mình một ly, nhẹ nhàng lắc lư. Nam nhân che mặt cũng hoài nghi, người có tận mắt nhìn thấy Hạ Thiên chết không? Không cần tận mắt nhìn thấy. Mã Hiểu Thần vẫn tràn đầy tự tin như cũ, dù sao Hạ Thiên chắc chắn sẽ phải chết, không có bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn cả. Tô Mộng Lệ mỉm cười, Hoa hội trưởng, ta cảm thấy ánh mắt chọn người của ngươi có chút vấn đề, có một số hội viên đầu óc đã bị hư mất. Giữ lại những người đó nói hưu nói vượn ở đây, chỉ sợ chuyện lại càng xấu hơn. Ngươi nói ai đầu óc hư mất, Mã Hiểu Thần hung hăng trừng mắt nhìn Tô Mộng Lệ, ánh mắt hiện ra sát ý không hề che giấu. Hoa hội trưởng biết được sự lợi hại của Hạ Thiên, cho nên cũng phá lệ thận trọng đối với chuyện này. Hắn ta hỏi lại lần nữa, Mã Hiểu Thần, ngươi đừng có nóng giận. Điều này chúng ta nhất định phải tìm hiểu cho rõ ràng. Ngươi nói ngươi giết Hạ Thiên cũng phải có bằng chứng chứ. Đúng vậy, ngươi nói giết thì là giết sao? Tô Mộng Lệ không nhịn được, cười nhạo, nếu chẳng may trong lúc mấu chốt hắn chạy đến đây, trách nhiệm này ngươi gánh nổi không? Mã Hiểu Thần há miệng muốn mắng to, nhưng lời đến khóe miệng lại do dự một chút, sau đó nói, ta đã để Bạch Thiên Hào đi làm chuyện này. Hắn ta mang theo lão lôi, rất nhiều thần hỏa đạn, còn có vân lôi. Nhắc đến vân lôi, ánh mắt của nàng ta không khỏi liếc nhìn Hoa hội trưởng. Bởi vì trước đó Hoa hội trưởng chỉ đồng ý cung cấp thần hỏa đạn mà thôi, còn vân lôi là nàng ta tự chủ trương vượt quyền lấy ra. Bạch Thiên Hào, ông ta không phải bị Hạ Thiên dạy cho một bài học rồi sao? Một phế vật một chút cũng không đáng tin cậy. Tô Mộng Lệ không còn hào hứng, lắc đầu thở dài, ông ta còn không đáng tin cậy bằng chồng của ngươi. Đáng tiếc chồng của ngươi đã chết. Ngươi đủ rồi,
Mã Hiểu Thần một lần nữa bị Tô Mộng Lệ đạp trúng chỗ đau, ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi. Tô Mộng Lệ khinh thường nói, ngươi không ngại thử một chút đi. Nam nhân che mặt không nhịn được liền nói, Bạch Thiên Hào làm việc xác thực không thể nào đáng tin cậy. Ông ta chỉ là một tên hoàn khố mà thôi. Bây giờ Bạch Thiên Hào ở đâu? Hoa hội trưởng khẽ cau mày. Ta đã bảo hắn ta đến đây rồi. Mã Hiểu Thần trả lời. Tô Mộng Lệ biến sắc, lập tức đứng dậy. Ngươi muốn làm gì? Hoa hội trưởng nghi hoặc hỏi. Đương nhiên là muốn đi rồi. Biểu hiện Tô Mộng Lệ lạnh lại, giọng nói có chút gấp lên, không cần suy nghĩ. Hạ Thiên khẳng định chưa chết, hơn nữa còn cùng với Bạch Thiên Hào đến đây, một mẻ hốt gọn chúng ta. Đây là đường cũ của hắn. Ta không muốn chết cùng một chỗ với đám ngu xuẩn các ngươi. Không thể nào, Mã Hiểu Thần gào to, ngươi cũng đã chứng kiến uy lực của Vân Lôi. Nếu không, ngươi cũng không dính vào. A Hào đã nói, hắn ta tận mắt nhìn thấy Hạ Thiên và một nữ nhân bị nổ đến không còn sót lại chút cặn bã. Tô Mộng Lệ biết nữ nhân bên cạnh Hạ Thiên hơn phân nửa là Ninh Nhụy Nhụy, như vậy lại càng không có khả năng chết đi. Hạ Thiên làm sao có thể để cho nữ nhân của hắn và hắn rơi vào hiểm cảnh chứ? Tô Mộng Lệ cười nói, xem ra ngươi đã rơi vào tính toán của Hạ Thiên, hơn nữa còn là một tính toán dễ nhận ra. Thứ cho ta không thể phụng bồi. Không được, ngươi không thể đi. Mã Hiểu Thần tiến lên chặn lại đường đi của Tô Mộng Lệ, hôm nay, ngươi chỗ nào cũng không được đi. Tô Mộng Lệ lạnh lùng nhìn chằm chằm Mã Hiểu Thần, ngươi cảm thấy ngươi có bản lãnh giữ lại ta sao? Ta cũng cho rằng ngươi không thể đi. Nam nhân che mặt bỗng nhiên tỏ thái độ, đứng về phía Mã Hiểu Thần. Tô Mộng Lệ có chút ngoài ý muốn, làm sao? Hai người các ngươi muốn liên thủ. Nói xong, nàng lại nhìn Hoa hội trưởng, hay là, Hoa hội trưởng đã ngầm đồng ý. Tô tiểu thư, ngươi ngồi xuống đi. Ánh mắt Hoa hội trưởng trở nên u ám, giọng nói vẫn bình thản, hôm nay, chúng ta phải định cho xong sách lược, ngày mai sẽ phải hành động. Bây giờ ngươi không thể đi. Tô Mộng Lệ cười nhạo, bây giờ không đi, ở lại thêm một lát sẽ chết trong tay Hạ Thiên, nào còn ngày mai, nói chi đến hành động. Cho nên ngươi càng không thể đi. Mã Hiểu Thần hung hăng trừng mắt với Tô Mộng Lệ, trước đó, hành động của chúng ta được bố trí một cách thiên y vô phùng, kết quả lại bị hỏng trong tay Hạ Thiên. Nhưng Hạ Thiên là người ngoài, làm sao biết được kế hoạch của chúng ta một cách rõ ràng. Như vậy, rất có thể trong số chúng ta có nội gian. Ta hoài nghi người đó chính là ngươi. Chưa đủ phải không? Tô Mộng Lệ cảm thấy buồn cười, vừa rồi ta cũng đã nói, bây giờ lại tiếp tục. Đầu óc của ngươi không phải có bệnh, mà là ngươi hoàn toàn không có đầu óc. Chờ Bạch Thiên Hào đến, chỉ sợ chúng ta đã bị Hạ Thiên giết chết rồi. Mã Hiểu Thần bỗng nhiên mỉm cười, ta cũng không nói A Hào sẽ đến đây. Sao? Tô Mộng Lệ sửng sốt, ngươi nói vậy là có ý gì? Ta chỉ nói A Hào sẽ đến, cũng không nói là đến chỗ của chúng ta, mà là căn biệt thự đối diện trên núi. Mã Hiểu Thần lạnh lùng nói, nếu Hạ Thiên không chết, nhất định sẽ đi theo A Hào đến căn biệt thự đó. Nói xong, nàng ta mở TV trong phòng khách, bên trên màn hình chia làm hai, phát hình ảnh biệt thự trên sườn núi và hình ảnh Bạch Thiên Hào trong xe. Sau đó thì sao? Nam nhân che mặt nhìn hình ảnh, cũng đoán được nội dung bên trong. Sau đó, khóe miệng Mã Hiểu Thần câu lên, có chút hung ác nói, ta đã lấy 500 viên thần hỏa đạn, 20 chai vân lôi nhưng chỉ đưa cho A Hào 1/10. Số còn lại ta chôn trong căn biệt thự đó. Tô Mộng Lệ giật mình, ngươi nói cái gì? Nàng rất nhanh lấy lại tinh thần, con mẹ nó ngươi điên rồi, mấy trăm viên thần hỏa đạn, ngay cả chúng ta cũng sẽ bị nổ chết. Ngươi không cần sợ, Mã Hiểu Thần nhìn Tô Mộng Lệ sợ hãi, lúc này mới dễ chịu một chút, ở giữa chúng ta và núi bên kia cách nhau cái hồ thấm nguyệt, có thể hấp thu 6 thành uy lực trở lên. Tô Mộng Lệ cảm thấy nữ nhân trước mặt thật sự không có đầu óc, thế nhưng ngọn núi đối diện nhất định sẽ bị nổ tung, tuyệt đối gây ra tuyết lở. Đến lúc đó, không biết sẽ có bao nhiêu người vô tội bị giết chết. Người vô tội, hừ, liên quan gì đến ta? Mã Hiểu Thần hiển nhiên đã rơi vào ma chướng, ta chỉ cần Hạ Thiên chết, mà phải chết một cách rõ ràng, không có khả năng sống sót. Những người khác, ta không quan tâm. Tô Mộng Lệ quay sang nhìn Hoa hội trưởng, Hoa vạn tử, chuyện này không phải ngươi cũng ngầm đồng ý chứ? Hoa hội trưởng im lặng không nói, ý tứ không cần nói cũng biết.
chuyện lớn như vậy, nếu ngươi tự tiện chủ trương, ngươi có thể giao phó với người trên núi tuyết kia không? Tô Mộng Lệ ép hỏi. Hoa hội trưởng thản nhiên đáp, ngươi không cần quan tâm điều này, trong lòng ta tự biết rõ. Tô Mộng Lệ hơi thất vọng nói, ha ha, vì những thứ dưới hồ, các ngươi một chút nhân tính cũng bị mất. Họ Tô kia, đừng nói giống như ngươi vô tội. Nam nhân che mặt hơi khó chịu, ngươi không phải cũng vì thứ đổ dưới đáy hồ mới gia nhập tuyết điếu hội chúng ta sao? Tô Mộng Lệ nói, ngươi đừng dùng sai từ. Ta nhận được mệnh lệnh đến đây hỗ trợ các ngươi. Ta mặc kệ ngươi đến để làm gì. Bây giờ ngươi không thể đi. Mã Hiểu Thần lạnh giọng cảnh cáo, nếu chẳng may Hạ Thiên không chết thật, nhất định sẽ đi theo A Hào đến ngọn núi đối diện. Bây giờ ngươi muốn rời đi, không phải ngươi muốn lén lút báo tin cho Hạ Thiên sao? Tô Mộng Lệ không nói nên lời, ta và Hạ Thiên không quen biết nhau, tại sao ta lại phải báo tin cho hắn? Ngươi cho ta một lý do được không? Cần lý do sao? Mã Hiểu Thần ý vị thâm trường nói. Tô Mộng Lệ hỏi ngược lại, không cần sao? Ai biết ngươi có phải cũng yêu tiểu tử kia hay không? Mã Hiểu Thần cười lạnh, mặc dù diện mạo Hạ Thiên không ra làm sao, nhưng theo đuổi nữ nhân lại rất có thủ đoạn. Nói không chừng ngươi cũng là một trong những nữ nhân của hắn, hoặc do chính hắn phái đến. Tô Mộng Lệ cười nhạo, não của ngươi hoạt động tốt nhỉ? Mặc kệ ngươi nói như thế nào, bây giờ ngươi ngồi xuống cho ta. Mã Hiểu Thần quát lớn, ngươi dám đi, ta lập tức giết ngươi ngay. Tô Mộng Lệ bắt đầu nổi giận, vốn ta muốn ở lại xem náo nhiệt, nghe được lời này của ngươi, ta không đi không được. Ngươi thử một chút xem. Mã Hiểu Thần lấy ra một thanh gai độc, chỉ vào mặt Tô Mộng Lệ. Tô Mộng Lệ bình thản nắm lấy cổ tay đối phương vặn một cái, ý đồ vặn thanh gai độc rớt xuống. Ai biết cổ tay béo mập kia bỗng nhiên biến thành con cá trạch, trực tiếp thoát khỏi khống chế của Tô Mộng Lệ. Gai độc cũng chuyển hướng trong lòng bàn tay, biến thành đâm vào cổ trắng như tuyết của Tô Mộng Lệ. Ngươi muốn chết, hai tay Tô Mộng Lệ chấn động, phát ra lực đạo, chấn khai cơ thể Mã Hiểu Thần, sau đó tay áo sáng lên, giống như có một luồng ánh sáng màu xanh lao ra, lao thẳng đến miệng Mã Hiểu Thần. Lúc này, Hoa hội trưởng ra tay đè xuống Tô Mộng Lệ. Lạnh lùng nói, Bạch Thiên Hào đến. Tô Mộng Lệ giật mình, đưa mắt nhìn về phía màn hình. Quả nhiên chiếc xe của Bạch Thiên Hào đã lái vào trong biệt thự đối diện. Một lát sau, lại nhìn thấy hai cái bóng trắng theo sát đằng sau. Nhất định là Hạ Thiên và nữ nhân kia. Ánh mắt Mã Hiểu Thần ngưng tụ, căm hận nói, Bạch Thiên Hào đúng là phế vật. Tuy nhiên, bây giờ bọn họ khó mà chạy thoát. Đang nói. Bỗng nhiên màn hình sáng lên một luồng ánh sáng trắng. Sau đó, một tiếng oành động trời. Màn hình không còn hình ảnh nữa. Bốn phía, đất núi rung chuyển. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Đại Thiên Thu đứng trước phế tích Bạch Gia, ánh mắt cực kỳ phức tạp, cảm thấy vô cùng đau đầu, có hỏi ra được chưa? Một đệ tử mặc áo bào trắng nhẹ giọng hồi đáp, người phóng hỏa nơi này hẳn chỉ là Lâu La, biết không nhiều. Bọn họ khai rằng là do phụng mệnh Bạch Thiên Hào làm. Bạch Thiên Hào, Đại Thiên Thu cau mày càng chặt hơn, tên phế vật hoàn khố kia có thể làm được chuyện gì? Sau lưng ông ta nhất định có người, chúng ta phải moi ra cho bằng được. Còn Hạ Thiên và nữ nhân kia đâu? Đệ tử mặc áo bào trắng do dự một chút, sau đó đáp, theo như đám Lâu La kia báo lại, nói là đã chết, là bị Bạch Thiên Hào dẫn người giết chết, hài cốt không còn. Đại Thiên Thu đột nhiên quay người trừng mắt nhìn gã đệ tử vừa nói, dám chó. Đệ tử mặc áo bào trắng bị dọa đến dùng mình một cái, là do đám người kia nói mà. Là bọn họ tận mắt nhìn thấy, đệ tử mặc áo bào trắng không dám nhìn thẳng vào ánh mắt phẫn nộ của Đại Thiên Thu, nhưng vẫn phải bẩm báo, nghe nói Bạch Thiên Hào mang theo một cao thủ, sử dụng một loại vũ khí bí mật, thừa dịp Hạ Thiên và nữ nhân kia ăn cơm đã nổ chết bọn họ. Câm miệng. Đại Thiên Thu không kiên nhẫn cắt ngang lời đệ tử mặc áo bào trắng, mấy chuyện hoang đường này mà ngươi cũng tin. Ta mang theo một đám đệ tử nội đường mà còn bị Hạ Thiên và nữ nhân kia đùa bỡn, lại bị loại người như Bạch Thiên Hào tùy tiện xử lý. Chẳng lẽ ý của ngươi là chúng ta còn không bằng tên phế vật kia? Đệ tử mặc áo bào trắng bị dọa đến quỳ rạp xuống đất, hồi đường chủ, đệ tử không có ý đó, là do đám Lâu La kia nói. Hừ. Bọn họ còn nói cái gì nữa không? Đại Thiên Thu hừ lạnh một tiếng, ánh mắt hiện lên sự khinh thường không hề che giấu chút nào.
Bọn họ nói Bạch Thiên Hào đi một mình, hẳn là đi phục mệnh với ai đó. Đệ tử áo bào trắng hơi do dự, Tiền Thiêu của chúng ta đã đi theo, hẳn rất nhanh sẽ có tin tức hồi báo về. Đại Thiên Thu quay đầu lại nhìn Phế Tích Bạch gia, lông mày cau chặt, lạnh lùng nói, Hạ Thiên tuyệt đối không có khả năng cứ thế mà chết, rất có thể người được mang đi chính là Hạ Thiên. Đệ tử mặc áo bào trắng không hiểu, nhưng Hạ Thiên lợi hại như thế, vì sao lại mặc cho Bạch Thiên Hào bắt đi? Ngươi thì biết cái gì? Đại Thiên Thu hừ lạnh một tiếng, nói ra suy đoán của mình, ta tìm người nghe ngóng, tất cả đều nói mặc dù Hạ Thiên dũng mãnh vô địch, nhưng lại là một tên háo sắc cực độ. Bạch Thiên Hào nhất định đã khống chế nữ nhân của hắn trước, sau đó mới mang Hạ Thiên đi cùng với ông ta. Đệ tử mặc áo bào trắng vẫn còn hoang mang, tu vi của nữ nhân kia hầu như không thấp, Bạch Thiên Hào có bản lãnh đó sao? Ngu ngốc, Đại Thiên Thu tức đến mức muốn đánh người. Hắn ta quá to, Bạch Thiên Hào đương nhiên không được, nhưng sau lưng ông ta nhất định còn có thế lực khác. Bằng không, ông ta làm sao dám trở mặt với cha ruột, còn đốt cả lão trạch Bạch ra. Đường chủ, thật ra ta cảm thấy đã có người giúp chúng ta đối phó Hạ Thiên, sao không, đệ tử mặc áo bào trắng nhỏ giọng nói. Đại Thiên Thu mỉa mai, ý của ngươi là võ tông đường chúng ta kém đến mức ngay cả báo thù cũng phải mượn tay của người khác. Không, không, đường chủ, ý của ta không phải như vậy. Đệ tử mặc áo bào trắng bị dọa đến phát run, không dám nói nhiều một câu, sợ lại chọc giận Đại Thiên Thu. Lúc này, bên trên vang lên một âm thanh sắc nhọn, ồ, đại đường chủ, tại sao lại tức giận như thế? Có ta ở đây, ngươi muốn giết người nào cũng dễ như trở bàn tay. Một nam nhân tóc đỏ người thấp chậm rãi bước đến. Đại Thiên Thu nhìn thấy người này, hơi cung kính nói, lần này ta thật sự muốn nhờ vào hậu lão các người. Đằng sau Hạ Thiên nhất định còn có cao thủ. Hơn nữa, đám người đối phó Hạ Thiên chỉ sợ là địch, chứ không phải bạn chúng ta. Vậy thì quá đơn giản. Nam nhân tóc đỏ cười âm hiểm, ta chẳng quan tâm hắn là địch hay bạn, cứ xử lý thẳng tay là được. Dù sao Đại Thiên Thu cũng là đệ tử danh môn chính phái. Đối với loại người làm việc liên lụy người vô tội cũng không dễ dàng tiếp nhận được. Chỉ là, bây giờ cần dùng đến thủ đoạn thiên môn của những người đó, không thể không làm ra thỏa hiệp. Bây giờ, hắn ta chỉ muốn giết chết Hạ Thiên và nữ nhân kia, rửa sạch mối nhục, tránh làm mất uy danh của phái Tuyết Sơn. Đáng tiếc, tình huống trước mặt bỗng nhiên trở nên phức tạp, khiến cho hắn ta có chút xem không hiểu. Hồi bẩm đường chủ. Tiền Tiêu có nói nhìn thấy đám người Bạch Thiên Hào đến một trong những căn biệt thự của Hồ Thấm Nguyệt. Đệ tử mặc áo bào trắng sau khi nhận một cuộc điện thoại, lập tức quay lại báo cáo với Đại Thiên Thu, căn cứ theo suy đoán của bọn họ, trong biệt thự còn có những người khác. Không cần suy đoán, nhất định là hang ổ người giật dây Bạch Thiên Hào. Bạch Thiên Tiếu quả quyết ra lệnh cho Tiền Tiêu tiến vào, tốt nhất có thể khống chế tình huống. Nếu số lượng không đủ, cũng phải canh gác ngoài cửa. Đừng để bọn họ chạy trốn. Rõ, đệ tử mặc áo bào trắng lập tức truyền đạt mệnh lệnh của Đại Thiên Thu, chỉ là vừa mới nói xong, còn chưa kịp cúp điện thoại, một tiếng nổ đinh tai nhức óc đã vang lên cắt đứt cuộc nói chuyện. Chuyện gì xảy ra thế? Đại Thiên Thu cũng cả kinh, ngạc nhiên nói, đó là âm thanh gì vậy? Lỗ tai đệ tử mặc áo bào trắng bị chấn đến có chút đau, nửa ngày sau vẫn còn chưa lấy lại tinh thần. Ngược lại, nam nhân tóc đỏ lại nhếch miệng cười một tiếng, đây không phải thần hỏa đạn thần tiêu đường phái Tuyết Sơn các ngươi sao? Âm thanh này mà ngươi còn nghe không ra? Thần hỏa đạn, Đại Thiên Thu ngẩn người, sắc mặt thay đổi, vậy kia là bí khí phái Tuyết Sơn chúng ta, nhưng tại sao nó lại xuất hiện dưới chân núi chứ? Nam nhân tóc đỏ không nói gì, chỉ là nụ cười càng thêm ý vị không rõ. Đường chủ, có khả năng Hạ Thiên đã thiết lập một cạm bẫy ngay từ đầu hay không? Đệ tử mặc áo bào trắng nhìn không được nói ra suy đoán của mình. Lập tức đến Hồ Thấm Nguyệt ngay. Đại Thiên Thu rất nhanh ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, mặc kệ là nguyên nhân gì, thần hỏa đạn lưu lạc bên ngoài, tuyệt đối không thể ngồi đó mà nhìn. Rất nhanh, Đại Thiên Thu dẫn theo tất cả nhân mã đồng loạt chạy đến Hồ Thấm Nguyệt. Sau khi bọn họ đi rồi, tại nơi bọn họ đứng xuất hiện hai bóng người, chính là Hạ Thiên và Ninh Nhụy Nhụy. Này! Đại Sắc Lang, người đúng là thiên tài trêu chọc cửu gia. Ninh Nhụy Nhụy nhìn theo bóng lưng đám người Đại Thiên Thu rời đi, không khỏi trêu chọc, mới đến Tuyết Thành có mấy ngày,
một đám cửu gia đều muốn giết ngươi. Chỉ là, trí thông minh của bọn họ thật sự có chút vấn đề. Hạ Thiên bất mãn nhìn Ninh Nhụy Nhụy, tiểu muội chân dài, ta xưa nay không trêu chọc bất cứ phiền phức gì, đều là đám ngu ngốc đó trêu chọc ta. À, đúng đúng đúng, Ninh Nhụy Nhụy bó tay, ngươi là người tốt, là sứ giả chính nghĩa. Bọn họ là bại hoại, là trùm phản diện chuyên gây sự. Hạ Thiên nghiêm túc đáp, tiểu muội chân dài, mặc dù giọng điệu của nàng có chút âm dương quái khí, nhưng nàng nói đều là sự thật. Da mặt của ngươi đúng là dày. Ninh Nhụy Nhụy lắc đầu, không nghe ra ta đang trào phúng ngươi sao? Hạ Thiên nói, không. Được, ngươi giỏi lắm. Ninh Nhụy Nhụy không biết nói làm sao, đành phải nói sang chuyện khác, chúng ta có cần đi theo đằng sau hay không, xem rốt cuộc còn có người nào đứng đằng sau tính toán ngươi, muốn lấy mạng của ngươi. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, tiểu muội chân dài, không phải là nàng chỉ muốn nhìn một chút thôi chứ? Dĩ nhiên không phải rồi. Như thế thì có lợi cho bọn họ quá. Ninh Nhụy Nhụy cau mày, hơi động sát khí, không chỉ nhìn mà còn phải giải quyết hết toàn bộ bọn họ. Tình huống vừa rồi quả thật có chút nguy hiểm, có thể nói là như vậy. Nếu không có Hạ Thiên, chỉ có một mình nàng, nàng thật sự không cách nào tránh được Vân Lôi. Điều này khiến cho nàng dâng lên một hồi chuông cảnh báo trong lòng. Đối phương đã động sát tâm, nàng không thể nương tay. Nếu không... gặp nạn nhất định không chỉ có nàng mà còn có người nhà của nàng. Mặc kệ Bạch Thiên Hào hay là tên đường chủ gì đó, lần này ta nhất định sẽ trảm tuyệt hậu hoạn. Ninh Nhụy Nhụy nghiến răng, lạnh lùng nói, nếu không, sẽ không biết khi nào lại xuất hiện nữa. Không chỉ ta, khi những chị em khác không chú ý, nếu chẳng may bị đám lôi đạn này tổn thương, khi đó hối tiếc sẽ không kịp. Tiểu muội chân dài, nàng nói đúng đấy. Hạ Thiên gật đầu công nhận suy nghĩ của Ninh Nhụy Nhụy. Ninh Nhụy Nhụy nói, thật ra, quan trọng nhất chính là lôi người đừng đằng sau Bạch Thiên Hào ra. Đây mới là mầm tai họa ẩn tàng. Đám người ngu xuẩn này, cùng lắm thì tính thêm đầu người. Bây giờ chúng ta đi thôi. Hạ Thiên mỉm cười, vọt đến trước mặt Ninh Nhụy Nhụy, đưa tay ôm lấy eo của nàng, lập tức biến mất ngay tại chỗ. Bên hồ Thấm Nguyệt, bên trong một căn biệt thự. Chấn động rất nhanh kết thúc. Ha ha, lần này thật sự thành công rồi. Mã Hiểu Thần sửng sốt một hồi, bỗng nhiên lấy lại tinh thần, nhịn không được cười to lên, ta không tin lần này Hạ Thiên còn không chết, cái tên vướng víu Bạch Thiên Hào kia cũng xem như thoát khỏi luôn. Tô Mộng Lệ cau mày, luôn có cảm giác không ổn chỗ nào đó, nhưng nhất thời lại không nói ra được. Tiếng nổ vừa rồi là gì? Hoa hội trưởng ngược lại phát hiện ra được, mấy trăm thần hỏa đạn không thể chỉ có bấy nhiêu uy lực. Nam nhân che mặt phụ họa, đúng là như vậy. Cho dù có hồ Thấm Nguyệt giảm sóc, cũng tuyệt không có khả năng chỉ có trình độ bấy nhiêu. Sao, ý của các ngươi là gì? Là đang hoài nghi ta sao? Nụ cười trên mặt Mã Hiểu Thần lập tức ngưng lại, phải hay không phải, bây giờ chúng ta ra ngoài xem chẳng phải sẽ biết hay sao? Con người Tô Mộng Lệ đảo một vòng. Không biết nghĩ đến điều gì, vô thức đi theo đằng sau cùng đám người. Chuyện này là một tay ta bày kế. Mã Hiểu Thần vừa đi vừa nhấn mạnh với đám người hoa hội trưởng, tuyệt đối vạn vô nhất thất, hơn nữa còn một tiễn nhiều điêu. Hoa hội trưởng thản nhiên nói, không cần nhiều điêu, nếu có thể giết chết Hạ Thiên đã là thiên đại hảo sự rồi. Hạ Thiên chắc chắn sẽ phải chết. Mã Hiểu Thần hoàn toàn tràn ngập lòng tin với kế hoạch của mình. Nàng ta kéo cửa phòng. Muốn ra ngoài xem cảnh tượng ngọn núi đối diện ra sao. Nhưng vừa mới mở cửa ra, hoa hội trưởng, còn có nam nhân che mặt đều mở to mắt. Bởi vì đứng trước hai người là một nam một nữ đang mỉm cười nhìn họ. Hạ Thiên. Mã Hiểu Thần phát hiện đám người hoa hội trưởng có gì đó là lạ, lập tức quay đầu lại, không khỏi bị dọa đến hồn phi phách tán. Bành. Tiếp theo, nàng ta tiện tay đóng cửa lại. Thậm chí còn quay người đè vào cánh cửa, hoảng hốt nhìn đám người hoa hội trưởng, vừa rồi là ta bị hoa mắt sao? Là hoa mắt, nam nhân che mặt lắp bắp trả lời. Tô Mộng Lệ núp ở đằng sau cùng, mỉm cười không nói gì. Hoa hội trưởng có chút do dự nhưng vẫn cắn răng nói, mau mở cửa ra. Cho dù là Hạ Thiên thì làm sao? Hoa mỗ ta cũng không sợ hắn. Đừng, đừng mở ra. Lúc này, Mã Hiểu Thần đã quá sợ hãi. Không còn kiên định như trước đó. Hạ Thiên quá kinh khủng, bất luận dùng thủ đoạn như thế nào,
bất luận nàng ta mưu đồ ra sao cũng không cách nào giết được hắn. Hoặc có thể nói hắn đã chết từ lâu, bây giờ là quỷ hồn. Đúng, hắn chính là quỷ. Hắn không phải người, tuyệt đối không phải người. Hắn là quỷ, thần trí của Mã Hiểu Thần có chút hỏng mất, mở cửa ra sẽ chết. Chúng ta sẽ chết hết. Hắn đến là để lấy mạng chúng ta. Tô Mộng Lệ nhìn không được liền châm chọc, bộ dạng của ngươi bây giờ mới giống quỷ. Vừa rồi, ngươi không phải hận Hạ Thiên đến nghiến răng nghiến lợi, nói hắn chắc chắn sẽ phải chết sao? Tại sao bây giờ nhìn thấy hắn, ngươi lại bị dọa đến thành bộ dạng như quỷ thế này? Ngươi, Mã Hiểu Thần chỉ vào Tô Mộng Lệ, há miệng muốn mắng nàng, kết quả mắt lại trợn tròn, cơ thể không ngăn được sự run rẩy. Hoa hội trưởng nhìn không nổi nữa, vọt thẳng đến nói với nam nhân che mặt, Lão Phong, mau mở cửa ra. Rõ, nam nhân che mặt lập tức đẩy Mã Hiểu Thần đang chặn cửa ra, một tay kéo mạnh cánh cửa. Ngoài cửa vẫn có người như cũ. Nhưng lần này không phải Hạ Thiên và Ninh Nhụy Nhụy mà là mấy nam nhân xa lạ, tất cả đều mặc áo bào trắng, ánh mắt cực kỳ sắc bén. Các ngươi là ai? Nam nhân che mặt thoáng thở phào một hơi. Lớn tiếng chất vấn, các ngươi không biết đây là biệt thự tư nhân sao? Mau biến ra ngoài cho ta. Người dẫn đầu lặng lẽ quét mặt nhìn hắn ta một cái, sau đó nhìn những người khác, người khống chế Bạch Thiên Hào là các ngươi sao? Nam nhân che mặt biến sắc, gào to, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ta lặp lại lần nữa, mau cút ngay cho ta. Nếu không, đừng trách ta không khách sáo. Bành! Đối phương tiện tay ném một vật vào bên trong cửa. Sắc mặt bất thiện, người này, chắc hẳn các ngươi nhận ra chứ. Đây là, nam nhân che mặt nhìn thấy đồ được ném qua, không khỏi giật mình. Mã Hiểu Thần cũng giật mình, sau khi nhìn kỹ lại thì hét ầm lên, a Hào. Bạch Thiên Hào, hoa hội trưởng cau mày, trong lòng dâng lên một sự nghi hoặc không cách nào nói rõ. Vụ nổ vừa rồi quả thật đã phát sinh, cho dù Hạ Thiên không bị nổ chết thì thôi. Nhưng tại sao ngay cả Bạch Thiên Hào cũng không bị nổ chết? Chẳng lẽ uy lực của Vân Lôi và Thần Hỏa đã yếu đến tình trạng như thế? Điều làm cho hắn ta không thể nào hiểu được chính là hắn ta biết người đang đứng trước cửa. Người này chính là đường chủ Đại Thiên Thu Võ Tông đường phái Tuyết Sơn. Đương nhiên, đối phương cũng biết hắn ta. Chỉ là bây giờ hắn ta đang dịch dung, đối phương còn chưa nhận ra mà thôi. Làm sao Đại Thiên Thu tìm được đến chỗ này? Hắn ta thật sự trăm mối vẫn không có cách giải. Đại tẩu, hội trưởng, mau cứu ta. Bạch Thiên Hào nói xong, lập tức ngất đi. Nhận ra thì tốt, ánh mắt Đại Thiên Thu lạnh lại, cất bước vào bên trong cánh cửa, đệ tử mặc áo bào trắng lập tức bao vây kín cổng. Nam nhân che mặt cảm giác kẻ đến không thiện, cho dù biết thì như thế nào. Thế nào, Đại Thiên Thu lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn ta. Quát lớn, chính người này dở trò gian, lừa hai đệ tử tiền tiêu của ta tiến vào biệt thự, kết quả bị nổ chết. Còn ông ta thì núp dưới gầm xe đánh lừa mọi người, rồi chạy đến đây thả bom. Mã Hiểu Thần nghe xong, lúc này ngẩn cả người, chỉ có biệt thự nổ thôi sao? Điều này nói rõ Bạch Thiên Hào đã sớm biết kế hoạch của nàng ta, sau đó man thiên quá hải, lại còn thành công. Chỉ cần tranh thủ chút thời gian, nói không chừng còn có thể nổ chết bọn họ. Đáng tiếc lại bị Đại Thiên Thu bắt được, sau đó đánh bất tỉnh. Ngươi là ai? Mã Hiểu Thần khôi phục lại dũng khí, lên tiếng chất vấn, có phải ngươi là đồng bọn họ của Hạ Thiên hay không? Hạ Thiên có phải chưa chết hay không? Đại Thiên Thu cau mày, nhịn không được mắng to, ngươi thì tính là cái gì? Ngươi có tư cách gì mà tra hỏi ta? Còn nữa, Hạ Thiên chết hay không, không phải ta mới là người hỏi các ngươi sao? Mã Hiểu Thần có chút ngoài ý muốn, ngươi không phải người của Hạ Thiên sao? Vậy ngươi đi tìm hắn đi, hai đệ tử của ngươi chết rồi nhưng liên quan gì đến ta? Các ngươi làm thịt Bạch Thiên Hào không được sao? Đại Thiên Thu cười lạnh, Bạch Thiên Hào vừa rồi đã khai, mọi chuyện đều do các ngươi sai ông ta làm. Là ta chỉ điểm đấy, thì sao? Mã Hiểu Thần dần dần không sợ nữa, cơn điên lại xông lên, ta thiết lập cạm bẫy là dùng để đối phó Hạ Thiên. Thuận tiện thu thập Bạch Thiên Hào luôn. Các ngươi chết là lỗi của các ngươi. Nếu các ngươi không phái người đi theo Bạch Thiên Hào, làm sao lại chết chứ? Đại Thiên Thu nghe nữ nhân kia nói xong, không khỏi ngẩn ra. Nhưng những thứ này không phải trọng điểm. Bà mập thối kia, ngươi câm miệng cho ta.
ta không rảnh nói nhảm với ngươi. Đại Thiên Thu trừng mắt nhìn nữ nhân mập, sau đó quay sang nhìn Hoa hội trưởng và nam nhân che mặt, ta tìm các ngươi chỉ muốn biết hai chuyện. Hỏa khí nam nhân che mặt bốc lên, con mẹ nó, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi có tư cách gì mà hỏi chúng ta? Bành! Đại Thiên Thu một cước đạp lăn nam nhân che mặt xuống đất, sau đó đạp lên ngực hắn ta, từ trên cao nhìn xuống nói, ta đường đường là đường chủ võ đường phái Tuyết Sơn, về phần có tư cách hay không, vấn đề này ngươi không có tư cách để hỏi, hiểu chưa? Nam nhân che mặt chộp lấy bàn chân đang dẫm lên ngực của hắn ta, đột nhiên đập đầu của mình vào đúng quần Đại Thiên Thu. Một chiêu này có thể hủy đi từ đường, âm hiểm cực kỳ. Mặc dù Đại Thiên Thu không sợ nhưng vẫn thả lỏng nam nhân che mặt ra. Hừ, ngươi chẳng qua cũng chỉ có bấy nhiêu. Nam nhân che mặt phun ra một cục đờm đen xì xuống trước mặt Đại Thiên Thu, ngươi chỉ là một đường chủ, người không biết còn tưởng rằng ngươi là trưởng môn phái Tuyết Sơn nữa chứ. Ánh mắt Đại Thiên Thu ngưng lại, lộ ra sát khí. Đại đường chủ đúng không? Ngươi muốn biết cái gì thì nói thẳng đi. Hoa hội trưởng bỗng nhiên cản trước mặt nam nhân che mặt, dù sao chúng ta cũng không có thù hận gì lớn, cần chi phải sống chết với nhau, tiện nghi cho người xem náo nhiệt. Đại Thiên Thu thoáng bình tĩnh trở lại, chuyện thứ nhất, phế thích Bạch Gia và phế thích ngôi biệt thự, còn có Bạch Thiên Hào đều phát hiện có vân lôi và thần hỏa đạn, hai thứ này đều là bí khí thần tiêu đường phái Tuyết Sơn, tại sao các ngươi lại có? Ngươi có thể cho ta một lời giải thích được không? Mã Hiểu Thần và nam nhân che mặt không khỏi quay lại nhìn Hoa hội trưởng. Hoa hội trưởng thản nhiên nói, ta và đường chủ thần tiêu đường các ngươi cũng có chút giao tình, là hắn ta cho ta. Nếu như ngươi có gặp, ngươi có thể hỏi hắn ta. Ta dựa vào cái gì mà tin ngươi? Đại Thiên Thu lạnh lùng nói. Hoa hội trưởng nói với Mã Hiểu Thần, Hiểu Thần, ngươi đưa lệnh bài cho hắn ta xem đi. Mã Hiểu Thần ngẩn ra, vội lấy lại tinh thần. Lấy một tấm lệnh bài từ trong túi ra ném cho Đại Thiên Thu. Đại Thiên Thu tiếp nhận lệnh bài, nhìn qua hai lần, phát hiện không có vấn đề gì, nghi ngờ trong lòng lại càng lớn hơn. Nếu nói lệnh bài này là trộm được, vậy thì đã quá xem thường thần tiêu đường phái Tuyết Sơn. Nhưng nếu như nói chính là thần tiêu đường cung cấp, vấn đề bên trong càng lớn hơn. Thần tiêu đường chủ đưa nhiều bí khí như vậy cho người ngoài, rốt cuộc hắn ta muốn làm gì? Lệnh bài không phải giả chứ? Hoa hội trưởng lạnh nhạt nói. Đại Thiên Thu do dự một chút, sau đó gật đầu, lệnh bài là thật, nhưng ta sẽ tiếp tục điều tra chuyện này, đồng thời cũng sẽ tìm thần tiêu đường xác minh một chút. Đó chính là chuyện của ngươi, trước trả lệnh bài lại cho ta. Hoa hội trưởng vẫy tay. Đại Thiên Thu vung tay ném lệnh bài đến, sau đó nói, hiện tại chỉ có một vấn đề, Hạ Thiên rốt cuộc đang ở đâu? Sao? Hoa hội trưởng ngẩn người, vô thức hỏi ngược lại, ngươi tìm Hạ Thiên làm gì? Trả lời vấn đề của ta đi. Ánh mắt Đại Thiên Thu lạnh lại, bây giờ ta hỏi ngươi, không phải các ngươi hỏi ta. Mã Hiểu Thần đáp, Hạ Thiên chết rồi, vừa rồi chúng ta còn nhìn thấy quỷ hồn của hắn. Hắn đang ở. Chết rồi, Đại Thiên Thu cắt ngang lời Mã Hiểu Thần, cảm thấy khả năng diễn xuất của đối phương thật sự quá kém, bớt nói hưu nói vượn đi. Ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ là loại người nói nhảm như ngươi sao? Nam nhân che mặt nói, hắn chết hay không, tự ngươi đi điều tra đi. Hoa hội trưởng hỏi, đại đường chủ, ngươi nên nói mục đích ngươi tìm Hạ Thiên làm gì? Nếu mục đích chúng ta nhất trí, thật ra chúng ta cũng có thể hợp tác một phen. Hợp tác, Đại Thiên Thu sinh lòng cảnh giác, các ngươi lừa gạt tên ngốc Bạch Thiên Hào xong, bây giờ còn muốn gạt ta hay sao? Hoa hội trưởng thản nhiên nói, đại đường chủ, ngươi chắc cũng muốn giết Hạ Thiên, vừa lúc cùng chung ý nghĩ với chúng ta. Cho nên mọi người thẳng thắn với nhau đi. Bây giờ, chúng ta trước xác nhận một chút xem Hạ Thiên đã chết hay chưa. Nếu chưa chết, chúng ta liên thủ cùng nhau giết chết hắn, như thế nào? Hắn ta sợ Đại Thiên Thu không đồng ý, lại bổ sung một câu, chắc ngươi cũng biết rõ Hạ Thiên khó chơi đến cỡ nào. Nếu chúng ta liên kết lại với nhau, có thể để hắn chết không nơi táng thân. Đúng vậy, hội trưởng, Hạ Thiên đã chết. Ta nhìn thấy quỷ hồn của hắn đang ở, Mã Hiểu Thần dùng mình một cái, kéo Hoa hội trưởng mà nói. Hoa hội trưởng có chút không kiên nhẫn chừng mắt nhìn nàng ta, ngươi câm miệng lại cho ta. Lão Phong, coi chừng nàng ta cho ta, đúng là bà nương điên. Đại Thiên Thu suy nghĩ một hồi,
hơi động tâm, chủ ý này của ngươi không tệ, nhưng ta không rõ ràng lý lịch của các ngươi, rất khó mà tin tưởng các ngươi được. Nếu chẳng may các ngươi bỗng nhiên đâm ta một đao sau lưng thì sao? Ta và đường chủ thần tiêu đường quen rất thân với nhau. Hoa hội trưởng thản nhiên nói, hơn nữa, chúng ta cũng không có xung đột về lợi ích. Đâm ngươi một đao, ta cũng chẳng có lợi gì, tại sao ta phải làm điều đó? Cũng đúng, Đại Thiên Thu nói, vậy ngươi có cách nào chứng minh Hạ Thiên đã chết hay chưa? Hoa hội trưởng mỉm cười, điều này thật ra rất đơn giản. Hạ Thiên chính là một tên háo sắc, hắn có một nữ nhân tên Dương San, lúc này nàng ta đang ở trong căn biệt thự Bạch Gia bên Hồ Thấm Nguyệt. Chỉ cần chúng ta bắt nàng ta, Hạ Thiên chưa chết, tất nhiên sẽ hiện thân. Vậy cứ theo như ngươi xử lý đi. Đại Thiên Thu suy nghĩ một chút, sau đó đưa ra quyết đoán, biệt thự Bạch Gia ở đâu. Bây giờ ta phái người đi bắt nàng ta lại. Hoa hội trưởng biết Đại Thiên Thu muốn đoạt người trong tay hắn ta để đề phòng vạn nhất, nhưng hắn ta cũng vui vẻ để chuyện đó xảy ra. Nếu Hạ Thiên thật sự không chết, nữ nhân của hắn bị ai bắt, người đó sẽ tiếp nhận lửa giận lớn nhất. Trong lúc bọn họ thương lượng hoàn tất, trong phòng bỗng nhiên vang lên giọng nói của một nữ nhân, này, đại sắc lang, ngươi còn đứng đó xem kịch sao? Bọn họ đang muốn đi bắt em gái hướng dẫn du lịch bảo bối của ngươi kìa. Tiếp theo, một giọng nói uể oải vang lên, tiểu muội chân dài, nàng tính sai rồi. Tuổi vợ tiểu tiểu dương lớn hơn nàng, nàng gọi nàng ấy là tỷ tỷ còn tạm được. Trọng điểm là cái này sao? Ninh Nhụy Nhụy bất mãn nói, nếu ngươi cứ giày vò nàng ấy mãi, nàng ấy sẽ không chịu nổi đâu. Hai, ta chẳng hiểu suy nghĩ của kẻ ngốc như thế nào nữa. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, sinh mệnh quý giá như thế, còn sống không phải tốt hơn sao, tại sao cứ nhất định muốn chết? Đã như vậy, đám ngu ngốc các ngươi đừng hòng đi nữa. Hôm nay ta sẽ xử lý hết toàn bộ. Vừa rồi quả nhiên không phải hoa mắt. Hoa hội trưởng giật mình, nhanh chóng lấy lại tinh thần, ngươi vào đây từ lúc nào? Mã Hiểu Thần lệ rơi đầy mặt, chỉ vào Hạ Thiên mà nói với Hoa hội trưởng, vừa rồi ta đã nói hắn vẫn ở đó, nhưng ngươi lại không cho ta nói tiếp. Vừa rồi ngươi cứ nói quỷ hồn, có nói hắn còn sống đâu? Nam nhân che mặt bất mãn quát. Ta cảm thấy Hạ Thiên đã chết từ sớm. Cho nên bây giờ hắn là quỷ, mà còn là lệ quỷ. Mã Hiểu Thần kiên trì với phán đoán của mình, bằng không, làm sao hắn có thể sống sót sau hai lần trúng vân lôi chứ? Khả năng duy nhất chính là hắn là quỷ. Ninh Nhụy Nhụy khó chịu mắng, ta thấy ngươi mới giống quỷ đấy. Cả nhà ngươi chết hết, Hạ Thiên cũng không có bất kỳ chuyện gì. Chính là đám gia hỏa các ngươi vẫn luôn muốn tìm ta gây chuyện đúng không? Hạ Thiên nhếch miệng. Biểu hiện bất thiện nhìn chằm chằm những người này, các ngươi còn muốn ra tay với vợ tiểu tiểu Dương, đúng là không muốn sống nữa. Bây giờ vừa vặn tập trung một đống, cũng tránh cho ta phải đi tìm từng bước. Nét mặt Hoa hội trưởng âm tình bất định, trong mắt nhanh chóng chuyển động, hiển nhiên đang suy nghĩ đối sách. Hạ Thiên, ngươi không chết, vậy thì tốt quá. Đại Thiên Thu hưng phấn quát to, ta tìm ngươi khắp nơi, còn tưởng rằng ngươi đã chạy khỏi Tuyết Thành rồi chứ. Hạ Thiên nhìn hắn ta, hỏi một câu, ngươi là ai? Đại Thiên Thu. Ha ha ha, chết cười mất. Ninh Nhụy Nhụy bật cười, nói với Hạ Thiên, trí nhớ của ngươi quá kém. Sáng nay vừa đánh người ta, còn chưa qua một ngày đã không nhớ người ta là ai. Hạ Thiên lắc đầu, trí nhớ của ta rất tốt, nhưng cho đến nay vẫn không nhớ được những tên ngu ngốc thích ăn đòn. Ngươi cũng có thể nhớ kỹ những tiểu muội muội dung mạo xinh đẹp. Ninh Nhụy Nhụy thuận miệng nói một câu. Hạ Thiên nghiêm túc cải chính, ta hoàn toàn không có hứng thú với tiểu muội muội. Ta thích đại. Tiếp theo, hắn nhìn Ninh Nhụy Nhụy, bổ sung một câu, tuy nhiên, tiểu muội chân dài nàng là ngoại lệ. Chân của nàng chính là ưu điểm. Ninh Nhụy Nhụy cúi đầu nhìn ngực của mình, xác thực không có đồi núi nhấp nhô, không khỏi tức giận nói, cái tên sắc lang ngươi, chuyện gì cũng có thể kéo về phương diện này. Ta lười nói chuyện với ngươi. Hạ Thiên mỉm cười nói, tiểu muội chân dài, nàng không cần tự ti, ta có thể châm cho nàng một châm, cam đoan sẽ lớn. Năm đó, Phượng Hoàng Nhi bên cạnh vợ tiểu kiều. Câm miệng, Ninh Nhụy Nhụy hung hăng trừng mắt nhìn Hạ Thiên. Tên lưu manh này một chút xấu hổ cũng không có. Mấy chuyện này mà cũng nói ra được. Hai người các ngươi đủ chưa? Sắc mặt Đại Thiên Thu đỏ lên, cảm giác xấu hổ và tức giận dâng lên tận nóc.
hắn ta đưa tay chỉ Hạ Thiên, hôm nay, ở Miếu Tuyết Tiên, ngươi thừa lúc chúng ta còn chưa sẵn sàng, sử dụng một số thủ đoạn hèn hạ, hại ta mất hết mặt mũi. Bây giờ ta sẽ giết các ngươi rửa sạch mối nhục này. Da mặt của ngươi cũng dày nhỉ, Ninh Nhụy Nhụy có chút chán ghét nhìn người này, các ngươi rõ ràng tài nghệ không bằng người, bị Hạ Thiên ngược cho, bây giờ lại kiếm cớ cho mình. Đánh giám, Đại Thiên Thu giận tím mặt, lập tức quát lớn, người đâu, trước vả miệng nàng ta cho ta. Ninh Nhụy Nhụy lạnh lùng hỏi lại, ai dám? Không thể không nói, khí thế bây giờ trên người Ninh Nhụy Nhụy khá kinh người, nhất thời không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Để cho ta. Lúc này, một bóng người lướt gấp từ sau lưng Đại Thiên Thu lên, rất nhanh vọt đến trước mặt Ninh Nhụy Nhụy. Đi theo còn có một luồng hàn mang xẹt qua mặt Ninh Nhụy Nhụy. Chút trò vặt đó ngươi cảm thấy có thể hù dọa được ai? Ninh Nhụy Nhụy đứng im không nhúc nhích, chỉ nhẹ nhàng khoát tay, chộp lấy luồng hàn mang, là một phi tiêu màu xanh. Ha ha, mỹ nhân nhi, thân thủ của ngươi cũng không tệ lắm. Ngươi đến định trụ thân hình, là một thiếu nữ áo xanh khoảng 15-16 tuổi, chỉ là gương mặt non nớt lại trang điểm rất đậm, trông có vẻ dở dở ương ương. Lãnh mâu Ninh Nhụy Nhụy ngưng tụ, không khỏi cảm thấy mình bị khinh thị tốt nhỉ. Tất cả đều cảm thấy ta dễ khi dễ đúng không? Cho nên mới phái tiểu hài tử đến đối phó ta. Ta ghét nhất chính là loại nữ nhân như ngươi. Dung mạo xinh đẹp thì thôi đi, lại còn không coi ai ra gì. Thiếu nữ áo xanh nghe Ninh Nhụy Nhụy nói, gương mặt hiện lên sự tức giận, lạnh lùng nói, ngươi cảm thấy ngươi bị khinh thường nhưng lời ngươi nói còn không phải khinh thường ta sao? Còn nữa, ngươi dựa vào cái gì mà có gương mặt xinh đẹp đến như thế, khiến người ta nhìn mà chán ghét? Bây giờ ta sẽ cào nát mặt ngươi, móc tim ngươi về làm thuốc dẫn bất lão cho ta. Vậy ngươi thử xem, Ninh Nhụy Nhụy nói, tuổi còn nhỏ không lo ở nhà học hành, chạy đến đây tham gia náo nhiệt, cũng nên dạy cho một bài học. Hạ Thiên cười nói, tiểu muội chân dài, nàng nói sai rồi. Tuổi của nàng ta không nhỏ đâu, nói không chừng còn lớn hơn mẹ của nàng đấy. Ngươi câm miệng cho ta, sắc mặt thiếu nữ áo xanh đột nhiên thay đổi. Đưa tay đánh bảy luồng hàn mang về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên thoáng có chút khó chịu, ta không rảnh để ý đến ngươi, mau cút sang một bên. Cái gì, thiếu nữ áo xanh mở to mắt, không khỏi kinh ngạc. Nàng ta nhìn thấy bảy phi tiêu đánh ra ngoài đều bay trở về, hơn nữa tốc độ nhanh không chỉ gấp 10 lần, nàng ta đành phải xoay người bỏ chạy. A, à, một tiếng hét thảm, thiếu nữ áo xanh ngã xuống đất, rất nhanh không còn tiếng động. Hạ Thiên lắc đầu nói với Đại Thiên Thu, đây là người ngươi mời đến giúp đỡ. Không khỏi quá phế vật đi, có còn người nào lợi hại hơn không? Này, ngươi cướp đối thủ của ta làm gì, ta còn muốn chơi thêm một chút. Ninh Nhụy Nhụy bất mãn nói. Nét mặt Đại Thiên Thu âm tình bất định, hắn ta vạn lần không nghĩ đến khách khanh mà phái Tuyết Sơn nuôi lại không làm gì được Hạ Thiên. Hắn ta nhìn không được quát lớn, hậu lão, ngươi còn chờ gì nữa? Hắc hắc, đến rồi, đến rồi. Nam nhân tóc đỏ đột nhiên xuất hiện trong phòng. Hoa hội trưởng không khỏi âm thầm kinh hãi. Hắn ta có liên hệ với phái Tuyết Sơn rất sâu. Ngoài mặt thì không có qua lại, thật ra hắn ta đều biết những người trước mắt. Hắn ta cũng đã từng muốn mời chào những người này. Chỉ là bọn họ đều nằm dưới tay Tiết Đại trưởng lão, người bạn của hắn ta ở phái Tuyết Sơn không có cơ hội tiếp xúc. Thiếu nữ mặc áo xanh tên Thanh La Mỗ Mỗ. Trước kia tu hành trên thiên sơn, bởi vì một lòng muốn giữ thanh xuân mà tinh luyện tim của thiếu nữ thành cái gì là trường sinh bất lão độc, bị phái thiên sơn truy sát, phải chạy lên núi tuyết tìm kiếm sự che chở. Nam nhân tóc đỏ người thấp tên xích thủ sát tinh hậu cổ bình, hơn 50 trước đã có hung danh sát nhân cuồng ma, trước kia là hòa thượng hỏa công thiết Phật tự Tây Hải, về sau học trộm bí tạ trong chùa bị phát hiện, vì thế ông ta đã giết sạch toàn bộ người trong chùa, từ đó bắt đầu cuộc sống chạy trốn. Về sau, ông ta ẩn núp trên núi tuyết, được thu nhận bởi trưởng môn phái Tuyết Sơn. Hoa hội trưởng còn biết Mã Hiểu Thần mượn lệnh bài của hắn ta điều một người tên Lão Lôi, thật ra cũng là khách khanh của phái Tuyết Sơn, tuy nhiên đẳng cấp hơi thấp, đặc biệt am hiểu các loại súng đạn, ám khí, cũng được xem là một nhân vật. Chỉ là hoa hội trưởng vạn lần không nghĩ đến, nhân vật lợi hại như Thanh La Mỗ Mỗ cũng không ngăn được một kích của Hạ Thiên. Cứ như vậy. Hắn ta không thể không tạm thời duy trì quan sát. Nếu chẳng may toàn bộ người Đại Thiên Thu mời đến đều không được,
khi đó hắn ta sẽ tìm đường lui khác. Cái gì đồng minh, cái gì liên thủ, tất cả đều là cậu thí. Có thể bảo vệ tính mạng của mình mới là chuyện quan trọng nhất. Nam nhân tóc đỏ cười ha hả nhìn chằm chằm Hạ Thiên, ánh mắt tràn ngập ý khinh thường, giang hồ bây giờ thật sự càng lúc càng tệ. Mấy tiểu hoa nhi như thế này mà cũng phải mời lão nhân gia ta ra tay. Đại Thiên Thu vội vàng nhắc nhở, hậu lão, người tuyệt đối đừng có chủ quan. Tiểu tử này rõ ràng có chút thủ đoạn quỷ dị, khó lường. Vừa rồi Thanh La Mỗ Mỗ đã bị chúng chiêu đấy. Cái lão yêu bà đó chỉ biết làm bộ, còn chưa chết hẳn đâu. Nam nhân tóc đỏ khoát tay, đánh ra một sợi linh khí. Linh khí chui vào trong mũi thiếu nữ áo xanh, nàng ta rất nhanh tỉnh lại. Tiểu tử, vừa rồi ngươi dùng thủ đoạn gì thế? Nhìn qua cũng có chút mới lạ. Nam nhân tóc đỏ nhìn chằm chằm Hạ Thiên, hậu cổ bình ta tung hoành giang hồ mấy chục năm, thích nhất là học được các loại kỳ công. Môn công pháp này của ngươi tên gì? Ngươi là lão tạp mao từ đâu xuất hiện thế? Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái. Nam nhân tóc đỏ ngạo nghễ nói, lão phu chính là xích thủ sát tinh hậu cổ bình. Năm đó, cao thủ chết trong tay ta có hàng trăm hàng ngàn. Cái gọi là người tu hành cũng có mười mấy người. Hạ Thiên vẫn hờ hững, chưa từng nghe nói qua. Nam nhân tóc đỏ có chút cảm khái, ta thoái ẩn giang hồ cũng hơn 30 năm, người không biết cũng là chuyện bình thường. Nếu như ngươi nói ra sư thừa của mình, nói không chừng cũng có trưởng bối trong môn chết trong tay ta. Đại sư phụ của ta là Quỷ Y Trương Minh Đà, nhị sư phụ là Sát Thần Ngải Luân, tam sư phụ là Ám Hoàng Lữ Nhân. Hạ Thiên nói, bọn họ đều không nhắc đến nhân vật như ngươi, ngươi đừng ở đây mà khoác lác. Quỷ Y Trương Minh Đà, nam nhân tóc đỏ sửng sốt, đúng là ta chưa nghe nói qua, nhưng ta biết có một người cũng có tên là Quỷ Y, tên là Vạn Quy Nhân. Hạ Thiên nói, đó là sư phụ của sư phụ ta. À, thì ra ngươi là đồ tôn của Quỷ Y Vạn Quy Nhân. Nam nhân tóc đỏ cười ha hả, trong giọng nói hiện lên sự khinh thường, y thuật của lão tiểu tử đó bình thường, võ công cũng bình thường, cũng không biết từ đâu học được công pháp khinh thân cao cấp, dùng để đào mệnh, thuận tiện giả mạo cao thủ. Ngươi là đồ tôn của ông ta, hơn phân nửa cũng chỉ như vậy. Người kia chỉ là sư phụ của đại sư phụ ta, chẳng liên quan gì đến ta. Hạ Thiên nói, ta chẳng học bản lãnh gì của ông ta. Nếu ngươi muốn từ phương diện này tìm kiếm cảm giác ưu việt, vậy ngươi tìm nhầm người rồi. Nam nhân tóc đỏ lại có chút thưởng thức Hạ Thiên, không sai, ngươi có chút khí phách của lão phu năm đó. Cái gì sư phụ sư tổ, tất cả đều là cậu thí. Năm đó, sau khi ta học xong bản lãnh thì giết sạch người trong chùa. Hạ Thiên khó chịu nói, ngươi đừng nhập ta làm một với cái thứ ngu ngốc như ngươi. Vốn ta còn một chút thưởng thức ngươi. Đáng tiếc ngươi lại không biết trân quý. Nam nhân tóc đỏ lộ ra vẻ tiếc hận, lắc đầu cảm thán, tuổi còn nhỏ mà đã không biết trời cao đất rộng, ở đây gây tai vạ, sư phụ sư tổ ngươi có biết không? Ninh Nhụy Nhụy chen vào mắng, ngươi lớn tuổi như vậy mà còn nhuộm tóc màu đỏ, cứ tưởng tuổi thanh xuân phản nghịch của mình còn chưa qua sao? Cha mẹ của ngươi có biết không? Ha ha, nhà đầu, ngươi ngược lại miệng lưỡi bén nhọn nhỉ. Nam nhân tóc đỏ cười lạnh. Ánh mắt trở nên tàn nhẫn, cha mẹ ta đã chết từ 60 năm trước rồi, bị ta tự tay bóp chết. Vậy thì ngươi không xứng làm người, chỉ xứng làm súc sinh, thậm chí súc sinh cũng không, hả? Ninh Nhụy Nhụy nhìn không được mỉa mai, chỉ là lời còn chưa nói hết, bỗng nhiên nhìn thấy một tay nắm như móc sắt đâm tới người nàng. Tốc độ quá nhanh, ngay cả nàng cũng không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Phốc, bất ngờ không kịp đề phòng. Mã Hiểu Thần bị một đôi thiết trưởng màu đỏ xuyên thủng lồng ngực. Mã Hiểu Thần không thể tin nổi, ngơ ngác nhìn lồng ngực của mình, nghĩ mãi mà không rõ tại sao nàng ta lại trúng chiêu. Lông mày nam nhân tóc đỏ nhướng lên, ánh mắt lộ ra vẻ kinh nghi bất định, chậm rãi rút tay của mình về. Ông ta lập tức quay đầu nhìn Hạ Thiên, tiểu tử, ngươi học được thân pháp di hình hoán ảnh này từ đâu vậy? Chẳng lẽ ngươi có quan hệ với Thần Hành Tông? Ta chưa nghe nói qua cái gì là Thần Hành Tông, Quỷ Hành Tông gì cả. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, dù sao lão Bạch Si ngươi cũng hết tuổi thọ rồi. Nam nhân tóc đỏ nhếch miệng cười, ánh mắt hiện lên sự tàn nhẫn, tiện tay ném Mã Hiểu Thần xuống đất như ném rác, sau đó nói với Hạ Thiên, tiểu tử, ngươi đừng tưởng ngươi biết được cái trò vặt di hình hoán ảnh thì có thể trốn được một mạng nhé.
Hoa hội trưởng thoáng có chút khó chịu nhìn nam nhân tóc đỏ, này, người vô duyên vô cớ giết người của ta, chẳng lẽ ngươi không có ý định cho ta một câu trả lời thỏa đáng sao? Loại phế vật như thế, giết thì giết, cần chi phải giải thích. Nam nhân tóc đỏ trừng mắt nhìn hoa hội trưởng, năm đó, lão phu giết người nhiều lắm. Cho đến bây giờ còn chưa có người nào dám tìm ta yêu cầu giải thích cả. Hoa hội trưởng lạnh lùng nói, ta biết ngươi là ai, nhưng nếu ngươi dám đụng đến một sợi lông của ta, ngươi có tin ngươi sẽ bị tiết đại trưởng lão đánh chết ngay tại chỗ không? Ồ, ngươi cũng có giao tình với tiết trưởng lão. Ánh mắt nam nhân tóc đỏ hiện lên sự nghi ngờ, vì thế liền quay sang nói với Đại Thiên Thu, hắn ta nói thật sao? Đại Thiên Thu thật ra cũng không dám xác định, nhưng mấy chuyện này thà tin rằng có còn hơn là không, không cần quan tâm hắn ta là ai. Trước giết chết Hạ Thiên và nữ nhân kia, chúng ta cũng tiện giao phó với đại trưởng lão. Được, nam nhân tóc đỏ không được cao hứng cho lắm. Dựa theo tính tình khi còn trẻ của ông ta nhất định sẽ giết chết toàn bộ người ở đây. Bây giờ ông ta đã già, lại tiếp nhận ân huệ của trưởng môn tiền nhiệm phái Tuyết Sơn, cho nên ông ta không thể không nghe theo mệnh lệnh của phái Tuyết Sơn. Đã như vậy, phế vật ngươi lập tức dẫn người của ngươi biến ra ngoài. Đừng làm chậm trễ công việc của lão phu. Nam nhân tóc đỏ khinh thường quát mắng hoa hội trưởng. Hoa hội trưởng lần đầu tiên bị người ta gọi một cách thô bỉ như vậy, lửa giận trong lòng dâng lên nhưng vẫn cắn răng nhịn xuống. Dù sao, nếu người này có thể giết chết được Hạ Thiên, đối với hắn ta cũng có được lợi ích to lớn. Nam nhân che mặt vẫn còn tức giận nhưng dưới ánh mắt ra hiệu của hoa hội trưởng, hắn ta đành phải thối lui sang một bên. Về phần Tô Mộng Lệ, đã không còn thấy bóng dáng từ lúc nào rồi. Lão phu bế quan trên núi tuyết mấy chục năm, dốc lòng khổ tu. Xích huyết áp sơn trưởng năm đó bây giờ đã đại thành. Nam nhân tóc đỏ chậm rãi bước đến gần Hạ Thiên, khi còn cách khoảng 10 bước, ông ta kiêu ngạo nói, xuyên kim liệt thạch chẳng qua chỉ là chuyện tiện tay. Chỉ cần lão phu đánh ra trưởng khí, cho dù ngươi trốn phía sau ngọn núi đằng xa, ta vẫn có thể một trưởng đánh nát đầu ngươi như cũ. Hạ Thiên thoáng có chút không được kiên nhẫn, ta chẳng quan tâm gà trưởng vịt trưởng gì của ngươi cả. Muốn đánh thì đánh nhanh lên, không đánh thì đi chết, đừng nói nhiều. Hừ, gương mặt nam nhân tóc đỏ lộ vẻ không vui, song trưởng phát động vỗ vào hư không. Đốp, trong không khí vang lên tiếng nổ, trưởng khí giống như thiểm điện phóng qua khoảng cách 10 bước oanh đến trước mặt Hạ Thiên. Thân hình Hạ Thiên chỉ lóe lên một cái đã dẫn Ninh Nhụy Nhụy thoát khỏi một kích này. Bành! Vị trí Hạ Thiên đứng vừa nãy bị đánh thành một cái rãnh thật dài, có thể thấy được uy lực của một trưởng đó to lớn đến cỡ nào. Hừ, xem ngươi có thể tránh được mấy lần. Nam nhân tóc đỏ cũng không phải không thông hiểu trận pháp, lập tức đuổi theo Hạ Thiên và Ninh Nhụy Nhụy, song trưởng như ảnh, không ngừng đánh tới. Song trưởng của ông ta càng đánh càng nhanh, càng ngày càng đỏ, giống như hai khối sắt bị đốt nóng, từng tia nhiệt lực đánh ra đều phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc. Một căn biệt thự còn nguyên vẹn lại bị nam nhân tóc đỏ đánh thành nhão nhoẹt. Đại đường chủ, người xác định người này có thể giết chết được Hạ Thiên. Hoa hội trưởng ở bên cạnh nhìn thấy tình huống này, không khỏi cau mày. Không phải hắn ta đau lòng căn biệt thự mà là hoài nghi trong lòng. Đại Thiên Thu thản nhiên nói, hậu lão chính là khách khanh có đẳng cấp cao nhất của cung phụng đường, có thể đánh đồng cùng với đại trưởng lão. Hạ Thiên chẳng qua chỉ là tôm tép nhãi nhép có chút bản lãnh mà thôi. Giết hắn đơn giản dễ như trở bàn tay. Chỉ là bây giờ hậu lão đang có hứng chơi, không muốn mất đồ chơi quá sớm. Tốt nhất nên như thế. Không biết vì sao, trong lòng hoa hội trưởng lại có chút bất an, nhưng ngoài miệng vẫn dặn dò nam nhân che mặt, người ở lại đây, nếu tình huống không ổn, mọi người chúng ta cùng nhau tiến lên, nhất định phải giết chết Hạ Thiên. Nếu để cho hắn chạy trốn, hậu hoạn sẽ vô tận. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 184.